Chàng rể đại gia, Chu Dương. Chương 446, tứ đại gia tộc ở thủ đô. Trần Thế Hào vừa dứt lời, mọi người trong phòng đều lập tức bị chấn đống, trên gương mặt đầy vẻ khiếp sợ. Bọn họ đều có hiểu biết nhất định về Tô gia và Tôn gia ở Đông Hải, bây giờ Trần Thế Hào nói Trần gia ở thủ đô muốn tiêu diệt các gia tộc cũng rất đơn giản, có một số chuyện bọn họ có thể tưởng tượng được vài phần. Tối thiểu, sự khác biệt thực lực khá mơ hồ, trong lòng bọn họ vẫn hiểu rõ. Nhất là Tô Vĩ. Bản thân cậu ấy chính là người của Tô gia, còn là con trai độc nhất của Tô Thế Minh. Đối với một vài tình hình hiện nay của Tô gia, đương nhiên hiểu rõ, chi tiết hơn so với người ngoài. Nhưng cho dù là vậy, khi Trần Thế Hào nói Trần gia có thể dễ dàng tiêu diệt Tô gia, cậu ấy cũng không lên tiếng phản bác. Bởi vì từ góc độ của cậu ấy, Trần gia ở thủ đô có lẽ thật sự có thực lực đó. Dù sao, một Trần Thế Hào làm mưa làm gió ở Đông Hải, so sánh thực lực bây giờ với Tô gia, cũng không thua kém bao nhiêu. Nhưng Trần Thế Hào vừa nói, Trần gia ở thủ đô nhiều nhất cũng chỉ là một gia tộc nhị lưu. Điều này, thật sự khiến cậu ấy cảm thấy kinh sợ. Càng không nói đến, trong câu nói của Trần Thế Hào còn có một đại gia tộc Thương gia muốn hủy diệt Trần gia cũng là chuyện dễ dàng. Một trong tứ đại gia tộc của thủ đô. Trong lòng Tô Vĩ cảm thấy ớn lạnh, cậu ấy bỗng dưng nhận ra, thế giới này, đất nước này, còn rất nhiều chuyện mà mình không biết. Đừng nói là Thương gia ở thủ đô, cho dù là Trần gia, trước đây Tô Vĩ cũng không hiểu rõ đến vậy. Có lẽ, bố cậu ấy sẽ biết rõ hơn. Tô Vĩ không dám chắc chắn, nhưng bây giờ cậu ấy rất muốn biết, cái gọi là tứ đại gia tộc kia rốt cuộc tồn tại như thế nào. Có thể khiến Trần Thế Hào kinh hãi, thậm chí là không dám tùy ý nhắc đến. Không chỉ là Tô Vĩ, những người khác cũng như thế, từng người đều nhìn Trần Thế Hào với gương mặt đầy hy vọng. Đối với sự tồn tại bí ẩn của tứ đại gia tộc thủ đô từ trong lời nói của Trần Thế Hào, đương nhiên bọn họ cũng hết sức tò mò. Có lẽ, lần này nếu không nghe được những chuyện của tứ đại gia tộc, thì sau này họ sẽ không còn cơ hội nữa. Tứ đại gia tộc thủ đô, trên thực tế là ở thủ đô, thậm chí là khắp Hoa Hạ, đều tồn tại như một điều cấm kỵ. Trần Thế Hào nhìn sắc mặt của mọi người, đặc biệt là nhìn nét mặt của Chu Dương, thầm trấn tĩnh lại, chậm rãi nói tiếp. Tứ đại gia tộc này gồm có Chu gia, Thương gia, Độc Cô gia, Đệ Ngũ gia. Trần Thế Hào khàn giọng nói, toàn thân dường như đều đã dùng toàn bộ sức lực, trở nên yếu ớt. Chỉ là nghĩ đến năng lực của tứ đại gia tộc này, Trần Thế Hào không dám mảy may sơ suất. Khoảng thời gian gần đây, chuyện ông ấy gặp phải hay tin tức ông ấy nghe được ở thủ đô, càng khiến người ta phát điên. Tiểu công chúa của Thương gia, vậy mà lại chạy đến Trường Sa, tỉnh Tương Tây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. May mắn chỉ là lan truyền trong phạm vi nhỏ, nếu như lan rộng ra ngoài, không biết cả thủ đô, thậm chí là cả nước Hoa Hạ sẽ xảy ra đại loạn thế nào nữa. Đến lúc đó, e là sẽ có hàng ngàn hàng vạn thanh niên tài giỏi của gia tộc lớn từ khắp cả nước đều lần lượt ùa tới. Còn về mục đích của họ, không cần nghĩ nhiều đương nhiên là nhắm vào tiểu công chúa của Thương gia. Trần Tổng, Đệ Ngũ gia này là có ý gì? Lẽ nào còn có ai mang họ Đệ Ngũ à? Có người bật cười, hỏi. Những người khác cũng cười ha ha nhìn Trần Thế Hào. Suy cho cùng, họ của ba gia tộc trước vẫn là bình thường, Chu gia, Thương gia, cũng tính là họ thường gặp. Cho dù là họ Độc Cô, cũng không phải mọi người chưa từng nghe qua. Nhưng Đệ Ngũ gia cuối cùng này, trái lại càng khiến người ta có chút mơ hồ. Có họ Đệ Ngũ, Trần Thế Hoa còn chưa nói gì, Tôn Việt đã mở miệng giải thích. Ông ấy là người làm truyền thông ở Đông Hải, là một trong ba quản lý của Hiệp hội Truyền thông, kiến thức rộng rãi, đương nhiên biết nhiều hơn so với người bình thường. Có điều họ Đệ Ngũ này khá hiếm gặp, cho dù là trước đây hay bây giờ, mọi người đều chưa từng nghe qua, trong danh sách các dòng họ ở Hoa Hạ, thật sự có tồn tại họ này, tuy nhiên thứ tự xếp sau cùng. Tôn Việt giải thích, đúng là như vậy. Lúc này, đã có người dùng điện thoại kiểm tra. Quả nhiên trong những họ cuối cùng của danh sách các dòng họ ở Hoa Hạ, đã phát hiện họ Đệ Ngũ này. Lẽ nào Đệ Ngũ gia này còn có bí mật gì chăng, nếu không tại sao họ này lại hiếm thấy như vậy? Có người lên tiếng hỏi. Về điểm này, tôi cũng không biết, trên thực tế, trong tứ đại gia tộc, Chu gia và Thương gia cũng coi như bình thường, với không ít người bên ngoài mà nói, cũng không tính là có bí mật đặc biệt. Nhưng Độc Cô gia, đã có một vài điều thần bí. Danh tiếng bên ngoài cũng không vang dội bao nhiêu, nhưng Chu gia và Thương gia cũng sẽ không vô duyên vô cớ đối địch với Độc Cô gia.
Còn về đệ ngũ gia, trên thực tế trước nay tôi chưa từng gặp bất cứ ai của đệ ngũ gia, chỉ nghe người lớn trong gia tộc từng nhắc đến, đệ ngũ gia này, là sự tồn tại mà cả ba đại gia tộc khác cũng không dám đụng vào. Trần Thế Hào nhìn mọi người, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói tiếp. Nếu như thật sự muốn nói đến, đệ ngũ gia này, giống như một loại cấm kỵ cao nhất ở tứ đại gia tộc, ngay cả bất cứ thông tin gì của gia tộc bọn họ cũng không tra ra được. Trần Thế Hào nói xong, bầu không khí trở nên im ắng. Mọi người thật sự không ngờ được, trong sự tồn tại đỉnh cao như thế ở tứ đại gia tộc, lại có một đệ ngũ gia cổ quái đến vậy. Thậm chí, cả ba đại gia tộc khác đều không dám tùy tiện trêu chọc. Đây phải có thực lực hùng mạnh cỡ nào. Thế nhưng, lúc này điều Chu Dương nghĩ lại là Chu gia. Chu gia này, chính là Chu gia một trong những tứ đại gia tộc thủ đô mà Trần Thế Hào vừa nói sao? Chính là gia tộc của mình sao? Nghĩ đến lời của Trần Thế Hào vừa nói, thực lực của Chu gia lớn mạnh, so với bản thân mình, Chu Dương cảm thấy hơi thất vọng. Với thực lực hiện nay của anh, muốn làm chủ Chu gia, không cần người khác nói, chỉ là bản thân nghĩ, Chu Dương liền biết con đường phía trước có bao nhiêu khó khăn tàn khốc. Thật sự đến bước đó, thứ mà Chu Dương cần đối mặt, không chỉ là tồn tại và tiếng nói khác nhau của nội bộ Chu gia, e rằng còn có không ít kẻ bên ngoài, tiếng nói khác nhau của gia tộc liên quan đến lợi ích của Chu gia. Những thứ này, nếu như Chu Dương thật sự muốn làm chủ Chu gia, thì buộc phải nắm rõ. Nhưng tiểu công chúa kia của Thương gia, không ngoan ngoãn ở thủ đô, tại sao phải đến Trường Sa chứ? Chu Dương nhỏ giọng hỏi. Anh biết không thể vô duyên vô cớ mà Trần Thế Hào lại nhắc đến tiểu công chúa của Thương gia. Chắc chắn cô gái này sẽ có tác dụng vô cùng quan trọng đối với anh. Thậm chí, có thể sẽ góp sức không nhỏ khi anh làm chủ Chu gia trong tương lai. Tôi phải sửa lại một chút, không phải tiểu công chúa đó muốn đến Trường Sa, mà là đã ở Trường Sa từ lâu rồi, chẳng qua là không ai để ý thôi. Trần Thế Hào nghiêm túc nói. Mà sở dĩ tôi nói những thứ này, chính là muốn nói với mọi người, khoảng thời gian sắp tới, tương Tây rất có thể sẽ xảy ra chuyện không yên bình, bởi vì tin tức này đã tiết lộ ra ngoài, như vậy con cháu của những đại gia tộc ở thủ đô kia rất có khả năng sẽ ùa đến. Vì thế, tiếp sau đó tương Tây sẽ có khí thế hùng mạnh, tụ tập rất nhiều đại gia tộc, người có thế lực lớn, mà điều mọi người cần chú ý chính là đừng xảy ra mâu thuẫn với những người của thế lực gia tộc này. Cho nên khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều phải hành sự cẩn thận. Chương 447, hôn ước. Chỉ chuyện này thôi, đặc biệt là Chu Dương, cậu cần phải cảnh giác thêm. Câu cuối cùng, Trần Thế Hào đặc biệt nhấn mạnh với Chu Dương. Dù sao thì Chu Dương mới đến tỉnh Tương Tây chưa được bao lâu, mà đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện, bây giờ đã khuấy động đảo lộn mọi cục diện ở Tương Tây. Thậm chí, ngay cả năm gia tộc lớn của tỉnh Tương Tây này cũng bị anh Chu đùa nắm trong lòng bàn tay. Lại thêm chuyện, Trần Thế Hào vừa mới trở lại, đã nghe Tôn Liên và Trần Hân nhắc đến việc Chu Dương nói chuyện với Trương gia, việc này lại càng khiến ông ấy càng thêm lo lắng cho Chu Dương. Ừ, được, tôi biết rồi, sau này tôi sẽ cố gắng khống chế bản thân, chỉ có điều là tôi sẽ không đi trêu chọc người khác, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ để người khác dễ dàng bắt nạt mình, làm con rùa rụt cổ. Tôi không đi khiêu khích họ, nhưng nếu bất cứ ai không chịu mở mắt ra lại đi khiêu khích tôi, vậy thì chỉ có thể xin lỗi, dù cho hắn có là ai, thì hắn chỉ có hai sự lựa chọn, một là xin lỗi, hai là cút khỏi tỉnh Tương Tây này. Đương nhiên tôi nói được làm được. Chu Dương làm một tư thế bất lực giang hai tay ra, thờ ơ nói. Những người khác cũng chỉ có thể nở một nụ cười. Đối với những lời này của Chu Dương, thì những người biết về anh thì ắt hẳn sẽ hiểu lời anh nói, ngay cả những người không hiểu. Thì họ cũng đều có thể nhìn ra mọi thứ từ vẻ mặt bất lực của những người khác. Dù sao chỉ cần dựa vào tính cách và thái độ làm việc của Chu Dương, thì họ đều có thể đoán được tương lai ắt sẽ xảy ra một số chuyện không thể đoán trước được. May mắn thay, tất cả bọn họ đều là một tổng thể, tất cả mọi người đều rất tin tưởng Chu Dương. Cho nên, lúc này bọn họ không quá lo lắng. Dù sao thì đám con cháu đại gia tộc kia không phải vẫn còn chưa đến Trường Sa sao. Đợi đến khi đám gia tộc kia đến Trường Sa, nói không chừng lúc đó bọn họ đã quay về Đông Hải rồi cũng nên. Được rồi, lời tôi muốn nói cũng chỉ có vậy thôi, chỉ là nhắc nhở mọi người, nhưng mà mọi người cũng không cần quá lo lắng. Chỉ cần làm tròn bổn phận công việc của mình là được, tôi tin rằng những người đó sẽ không tùy tiện gây rắc rối cho chúng ta đâu, dù sao thì đây cũng là tỉnh Tương Tây, ngay cả khi họ muốn gây rối thì chắc hẳn họ cũng sẽ tính toán đến sự ảnh hưởng ở đây. Nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của mọi người,
Trần Thế Hào không khỏi nở nụ cười an ủi bọn họ một chút. Nhưng trên thực tế là ông ấy đang nhắc nhở mọi người, dù sao, thì đám con cháu của đại gia tộc kia cũng chỉ là nghe nhắc đến cảm thấy rất lợi hại, nhưng trên thực tế thì bọn họ cũng không phải là người không hiểu lý lẽ. Chưa kể, lần này còn có tiểu công chúa của Thương gia cũng ở đây, nói không chừng, Chu gia, Độc Cô gia cũng sẽ phái người đến. Chẳng mấy chốc, mọi người đều dần rời đi, chỉ là so với lúc trước, trên khuôn mặt của mỗi người đều có sự khác biệt, có người lo lắng trong lòng, có người lại hưng phấn kích động. Những lời vừa rồi của Trần Thế Hào, dường như đã mở ra một cánh cửa mới cho họ. Hóa ra, một gia tộc lớn như Tôn gia, Tô gia hô mưa gọi gió ở Đông Hải, khi ở thủ đô lại không đáng nhắc đến trong mắt Trần gia. Mà Trần gia ở thủ đô, bên trên còn có gia tộc thượng lưu, cao nhất lại có bốn đại gia tộc khác. Chu gia, Thương gia, Độc Cô gia, Đệ Ngũ gia. Tứ đại gia tộc này đã để lại một dấu ấn lớn trong lòng mọi người. Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn lại hai người Trần Thế Hào và Chu Dương. Ngay cả Tôn Liên, Trần Hân và Thẩm Bích Quân cũng bị Trần Thế Hào khuyên rời đi trước. Có một số chuyện, ông muốn dặn dò giao phó cho Chu Dương, cũng coi như là ủy thác. Chú Trần, ông còn có việc gì cần nói với tôi, thì cứ nói thẳng đi, không cần phải kiêng kỵ gì. Thấy Trần Thế Hào chỉ giữ một mình anh ở lại, thì Chu Dương biết chắc chắn ông ấy có điều gì muốn nói với mình. Mà những lời này, có lẽ người khác không có tư cách được biết hoặc là không cần thiết phải biết. Còn Chu Dương thì nhất định phải biết. Chu Dương, lần này tôi về Trần gia, quả thực đã nghe được rất nhiều tin tức, ngoài những điều vừa nãy tôi nói ra, thì vẫn còn một chút tin khác liên quan đến cậu. Trần Thế Hào liếc nhìn Chu Dương, biểu cảm của ông ấy có chút kỳ lạ, dường như rất muốn cười, nhưng lại phải cố nhịn lại. Liên quan đến tôi, Chu Dương không nhịn được mà nổi lòng tò mò. Mặc dù anh biết thân phận của mình, nhưng người biết thân phận thật này của anh, thì không nhiều. Thậm chí, trong số những người có liên lạc với anh cũng chỉ có Trần Thế Hào và Chu Thiểu Hoa biết được thân phận này của anh. Ngay cả Tôn Liên và Trần Hân cũng không rõ chuyện này. Vậy mà, lần này Trần Thế Hào quay về thủ đô một chuyến, sao có thể nghe được tin tức của anh? Lẽ nào thân phận của anh đã bị truyền đi khắp thủ đô rồi sao? Thực ra, thì việc tiểu công chúa của Thương gia đến Trường Sa, Tương Tây cũng có một chút liên quan đến cậu. Trần Thế Hào vừa cười vừa nói, ông nhớ lại lúc bản thân mình lúc mới nghe tin tức này xong, đột nhiên cảm thấy dường như có hàng vạn con ngựa chạy vụt qua. Ông ấy cũng không ngờ rằng, Chu Dương ở tỉnh Tương Tây, mà ở thủ đô lại có tin tức của anh. Liên quan gì đến tôi? Mẹ kiếp, chuyện này là sao? Tôi còn không biết tiểu công chúa của Thương gia là ai, thậm chí trước nay còn chưa từng nghe nhắc đến người này. Nếu như không phải là ông nói, thì ngay cả tứ đại gia tộc thủ đô tôi cũng không biết, càng không thể biết Thương gia hay tiểu công chúa gì đó. Chu Dương thật sự không nói nên lời, trong lòng anh cũng vô cùng kinh ngạc. Anh đương nhiên biết, Trần Thế Hào không thể tự nhiên nói ra lời vô căn cứ được, thế thì có thể chắc chắn một điều khi Trần Thế Hào ở thủ đô thực sự đã nghe được tin tức gì đó. Mà những tin tức này, xác định một chuyện đó là, tiểu công chúa của Thương gia bây giờ đang ở Trường Sa có liên quan đến anh. Nhưng lẽ nào ở thủ đô đã có người phát hiện ra thân phận của anh? Vậy thì, có phải Chu gia cũng biết rồi hay không? Lúc này, sắc mặt Chu Dương chợt biến đổi, có rất nhiều câu hỏi đang ẩn giấu trong lòng anh, nhưng lời vừa đến miệng, liền không nói ra nổi. Ha ha, tôi biết lúc này cậu đang lo điều gì, yên tâm đi, thân phận của cậu vẫn chưa bị lộ. Ngay cả Chu gia ở thủ đô cũng không có mấy người biết được thân phận của cậu đâu, những người biết được thân phận của cậu chỉ có vài người thôi, cũng không thể xảy ra chuyện gì được, dù sao thì họ cũng vẫn muốn giữ lại cái mạng mà. Trần Thế Hào đương nhiên thấy hết biểu cảm thay đổi liên tục vừa rồi của Chu Dương, cho nên ông ấy hiểu rõ những suy nghĩ trong lòng anh, ông ấy lên tiếng giải thích. Đây cũng coi như là một lời giải đáp, để Chu Dương yên tâm hơn. Vậy tôi thực sự muốn biết. Cái vị tiểu công chúa Thương gia đến Trường Sa thì có liên quan gì đến tôi? Nghe được lời giải thích của Trần Thế Hào, nên tinh thần của Chu Dương thả lỏng hơn đôi chút, hiện tại anh thấy hơi tò mò về việc tiểu công chúa Thương gia đến đây thì có liên quan gì đến anh? Ha ha, thực ra thì lúc mới nghe được chuyện này, tôi cũng đã tưởng mình nghe nhầm cơ, sau đó còn xác nhận lại mấy lần. Trần Thế Hào mỉm cười nói. Nhưng sau khi xác nhận lại vài lần, thì đều nhận được câu trả lời rằng, tiểu công chúa Thương gia bởi vì muốn trốn tránh chuyện liên hôn, cho nên mới chạy đến tỉnh Tương Tây này. Liên hôn, không phải là với tôi chứ? Chu Dương nghe xong thì hết sức kinh ngạc,
anh cũng không quan tâm nhiều đến chuyện này, anh hỏi lại một cách lạ lùng. Đùa gì vậy chứ, anh còn chưa từng xuất hiện ở thủ đô, thậm chí, hơn 20 mấy năm qua anh còn chưa từng xuất hiện ở thủ đô với thân phận là người Chu gia. Làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một mối liên hôn? Không sai, chuyện này, là do gia chủ hiện tại của Thương gia và Chu gia đã định mối liên hôn này từ hơn 20 năm trước, có thể nói, là cậu và cô tiểu công chúa Thương gia kia đã có hôn ước từ trong bụng mẹ. Trần Thế Hào vừa nói vừa cười, nhìn biểu cảm kinh ngạc trên khuôn mặt Chu Dương, càng khiến ông ấy cảm thấy hài hước. Chương 448, Hôn ước 2. Tuy nhiên, chuyện này chắc chắn không thể đơn giản như thế được. Không nói đến cái khác, chỉ nói tới thân phận của Chu Dương, vẫn chưa được toàn bộ người trong Chu gia công nhận. Hơn nữa, thực tế mà nói, Chu Dương thực sự chỉ là đứa con riêng ngoài giá thú của Chu gia. Trong một gia tộc lớn coi trọng thể diện như thế, thì thân phận và thể diện đại diện cho mọi thứ. Mà thân phận con riêng ngoài giá thú của Chu Dương, có thể nói, sẽ khiến Chu gia chẳng vẻ vang gì trong hôn ước từ trong bụng mẹ này. Có điều, gia chủ của Thương gia là một người vô cùng kiên quyết, bất kể trên dưới Thương gia đều phản đối, người này vẫn cứng rắn công bố về cuộc liên hôn này, nhưng cũng không trực tiếp nói rõ thân phận của con cháu Chu gia. Điểm này, cũng xem như cho Chu gia và Thương gia một lời giải thích. Nếu Chu Dương có đủ năng lực và thực lực để trở về Chu gia, hơn nữa được hầu hết người trong nhà thừa nhận, vậy thì Thương gia cũng không cần phải hủy hôn. Nhưng nếu như Chu Dương không làm được, vậy thì hành động này của gia chủ Thương gia, cũng xem như giữ thể diện cho Chu gia, để Chu gia chọn ra người phù hợp hoàn thành hôn ước. Những người biết chuyện này không nhiều, biết nội tình lại càng ít hơn. Nhưng sự việc này lại có thể lan truyền xôn xao như vậy, ở thủ đô thậm chí cũng không phải là một tin tức gì bí mật. Điều này hoàn toàn là do tiểu công chúa của Thương gia trước khi đi đã hùng hổ tuyên bố rằng, cho dù có phải ở cùng với phụ nữ thì cũng nhất định không kết hôn với người của Chu gia. Trần Thế Hào nói chậm rãi, cố gắng không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Do vậy phải mất gần 2 giờ đồng hồ mới có thể nói ra hết ngọn nguồn của vấn đề một cách rõ ràng. Trong 2 giờ này, Chu Dương không biết mình đã bị sốc bao nhiêu lần. Mỗi lần Trần Thế Hào nói ra thông tin gì đó là một lần Chu Dương thấy kinh hãi. Cuối cùng, khi Trần Thế Hào nói về cô con gái của Thương gia, Chu Dương bị chấn động đến mức muốn nôn ra máu. Cho dù là cả đời ở cùng với phụ nữ, cũng không muốn kết hôn với người của Chu gia. Người của Chu gia là ai? Bây giờ nghe Trần Thế Hào nói xong, Chu Dương cũng tự hiểu là đang ám chỉ mình. Mặc dù thân phận của bản thân vẫn chưa được biết đến nhiều, nhưng trong hoàn cảnh này, Chu Dương cũng không buồn quan tâm xem cô tiểu thư Thương gia kia biết mình hay không. Chỉ dựa vào câu nói trên, có thể nói đối phương đã đắc tội với Chu Dương. Ha ha, không sao, tôi trước giờ độ lượng, sẽ không để ý đến chuyện này đâu. Chu Dương nghiến răng nói, trên gương mặt không nhìn ra được điểm nào không đúng. Nhưng Trần Thế Hào vẫn nghe ra chút khó chịu trong giọng điệu của Chu Dương. Dẫu sao, bất cứ người đàn ông nào, bị một cô gái nói như thế, cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Hơn nữa, với thân phận của cô tiểu thư nhà Thương gia, câu nói này cứ thế mà ngày càng lan rộng. Thậm chí một ngày nào đó Chu Dương quay về Chu gia, gia nhập vào nhà họ Chu, câu nói này vẫn sẽ bị một số người đưa ra bàn tán. Tuy nhiên, Chu Dương à, tôi vẫn phải nhắc nhở cậu một câu, những người đi theo tiểu thư Thương gia đến Trường Sa này, cậu vẫn nên ít tiếp xúc với bọn họ thì hơn, nói không chừng bị bọn họ phát hiện ra thân phận, đến lúc đó cậu cũng sẽ gặp rắc rối đấy. Trần Thế Hào trầm giọng nói, gương mặt ông ấy lộ vẻ nghiêm trọng. Bởi vì những người đó, mục đích của họ là tiểu thư Thương gia, ngoài cô ấy ra, những người khác trong mắt họ chỉ giống như con kiến mà thôi. Thậm chí người trong ngũ đại gia tộc của tỉnh Tương Tây này, cũng đều như thế. Trần Thế Hào trầm mặc nói tiếp. Chu Dương im lặng, đương nhiên hiểu rõ mục đích và hàm ý trong lời nói của Trần Thế Hào. Dù sao, Chu Dương cũng biết quỹ đầu tư thời thượng chỉ là một trong những sản nghiệp của Chu gia ở tỉnh Tương Tây. Thậm chí ngay cả Dư gia gia tộc lớn nhất trong 5 gia tộc ở đây cũng không làm gì được. Sau một lần xung đột, Dư gia cũng chẳng dám có ý đồ gì với quỹ đầu tư thời thượng nữa. Chỉ điểm này thôi cũng đủ để thấy rằng, cả 5 gia tộc lớn ở đây không là gì cả khi đối mặt với những gia tộc lớn khác. Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý hơn. Chu Dương khẽ mỉm cười. Ừ, có điều cậu cũng không cần quá lo lắng. Với thực lực và địa vị của cậu bây giờ, e rằng vẫn chưa đủ để thu hút sự chú ý và tò mò của những kẻ đó, vì vậy cậu cũng không phải lo sợ. Ngoài ra, còn có tôi và Chu Thiều Hoa ở đây,
sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Trần Thế Hào cười nói, cũng xem như tiêm cho Chu Dương liều thuốc trợ tim cuối cùng. Cùng lúc đó, mấy người Trương gia lần lượt trở về, Trương Luân và Trương Anh cùng đi đến phòng của Trương Thái Viêm. Trương Kiệt vừa bị Trương Anh đuổi ra sân sau. Bố! Trương Luân và Trương Anh nhìn Trương Thái Viêm, bộ mặt áy náy, đồng thời hơi lo lắng. Bởi vì chuyện bọn họ bí mật đến Trường Sa bàn bạc với Chu Dương, bây giờ sự việc đã náo loạn đến nỗi ai ai cũng biết. Dưới sự tuyên truyền của vô số các phương tiện truyền thông, bây giờ ở tỉnh Tương Tây, tất cả các gia tộc, hay những người dân bình thường, đều ít nhiều biết đến một vài hành động liên quan của Trương gia bọn họ. Trương Thái Viêm, đương nhiên không thể không biết. Ừ, về rồi đấy à. Tuy vậy, điều khiến hai bọn họ không ngờ tới, là Trương lão gia chỉ nhẹ nhàng đáp lại, sau đó liền im lặng trầm mặc, dường như không hề truy cứu chuyện này. Dĩ nhiên, hai người bọn họ cũng biết rõ, so với việc Trương lão gia nổi cáu thì tình hình bây giờ chứng tỏ ông ta đã thật sự tức giận. Im lặng đôi khi còn đáng sợ hơn là sự giận dữ. Do đó, không đợi ông ta nói gì, Trương Luân đã thẳng thắn thú nhận trước, thậm chí còn đem cả chuyện mình cố ý tiết lộ một ít thông tin ra ngoài nói rõ ràng. Dẫu sao, Trương Luân biết, trước mặt Trương lão gia, ông ta muốn che giấu điều gì căn bản là chuyện không thể. Còn nếu như che giấu được, nhưng sau cùng bị phát hiện ra thì ông ta không dám tưởng tượng, cũng không dám cầu xin bố mình, với thân phận là con trai cả, ông ta khó tránh khỏi việc bị trừng phạt. Trương Anh cảm thấy hơi bất ngờ, vốn dĩ ông ấy nghĩ Trương Luân sẽ giấu chuyện cố ý tiết lộ thông tin, không ngờ ông ta lại nói thẳng mọi chuyện ra như vậy. Xem ra, anh cả vẫn là sáng suốt nhất. Thưa bố, sự việc đại khái là như thế, con cũng không biết tại sao trong chốc lát lại có nhiều tin đồn lan truyền như vậy, hơn nữa lúc chúng con đang bàn bạc với Chu Dương, phát hiện ra sự việc bọn con liền lập tức trở về. Trương Anh trầm giọng nói, cũng xem như nói giúp cho Trương Luân. Có điều, đây cũng không chỉ là nói đỡ cho Trương Luân. Bọn họ cùng nhau đi đến Trường Sa, cũng xem như cùng hội cùng thuyền, nếu lỡ như xảy ra chuyện gì thì ai cũng phải chịu trách nhiệm. Do vậy, Trương Anh muốn đứng ngoài cuộc, điều này là không thể. Vì vậy thay vì đổ hết trách nhiệm lên đầu Trương Luân, thì tốt hơn hết vẫn nên giúp giải thích với Trương Thái Viêm. Sau đó thì sao, các con thương lượng với Chu Dương thế nào rồi, thái độ cậu ta ra sao? Chương 449, quyết định của Trương Thái Viêm. Trương Thái Viêm từ từ mở mắt, im lặng quan sát hai anh em Trương Luân, Trương Anh, không hề nhắc đến chuyện tin tức bị dò gì, nhưng lại trực tiếp nói đến kết quả thương lượng với Chu Dương. Trương Luân và Trương Anh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lão gia đã nói như vậy, điều này có nghĩa là ông ta không còn ý định truy cứu chuyện để lộ tin tức nữa, hoặc là, nội tình ra sao, ông đã biết từ sớm rồi. Trước mắt, kết quả thương lượng giữa hai anh em bọn họ và Chu Dương mới là chuyện ông ta quan tâm nhất. Bố! Trong chốc lát, sắc mặt Trương Luân trở nên rất khó coi. Nhưng không còn cách nào. Đối mặt với chất vấn của Trương lão gia, ông ta không dám nói lung tung. Vậy nên, sau khi nói rõ từng câu từng chữ về kết quả và tình tiết cuộc đàm phán, sau lưng Trương Luân đã ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác này, trong hơn 10 năm qua, Trương Luân không phải chưa từng được cảm nhận nhưng những lần trước đó, đều không khiến người khác căng thẳng, khó thở như bây giờ. Dù sao, trong khoảng thời gian trước, Trương gia đối mặt đều là bốn đại gia tộc khác ở Tương Tây, thực lực gia tộc tương đương. Ai cũng không thể làm gì, có vài chuyện đã làm rồi, lại bị người khác nắm thóp, hiển nhiên phải thừa nhận. Nhưng bây giờ, đối diện với ông ta là Chu Dương, một người đến từ Đông Hải, thực lực không bằng Trương gia, hơn nữa trên tay lại không có chứng cứ. Thế nhưng trong hoàn cảnh như vậy, họ lại không có cách gì đối phó với Chu Dương. Bố, Chu Dương vô cùng kiêu ngạo, rõ ràng trong tay không có bất cứ bằng chứng nào, thái độ lại cương quyết như vậy. Con cảm thấy chúng ta nhất định phải cho cậu ta biết thế nào là lễ độ, nếu không, sau này còn ai xem Trương gia chúng ta ra gì nữa. Trương Luân căm hận nói, nghĩ đến hành động lần này là tự mình lãnh đạo, khi đối mặt với Chu Dương lại thất bại thảm hại. Chuyện này nói ra, chắc chắn sẽ thành trò cười cho người khác, thậm chí, có không ít người và gia tộc, sẽ xem thường Trương gia. Trương Thái Viêm không lên tiếng, nhắm mắt suy ngẫm, không rõ đang nghĩ gì. Mấy đứa về trước đi. Có vài việc, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Một hồi lâu sau, đến tận khi hai anh em Trương Luân, Trương Anh đợi tới sốt ruột, Trương lão gia mới đột nhiên lên tiếng. Nhưng lần này, ông không trực tiếp nói rõ sẽ làm gì, chỉ nói mình cần suy nghĩ thật kỹ. Mặc dù không trực tiếp tỏ thái độ,
nhưng dựa theo tình hình này, người có tư tâm ngầm suy đoán, chắc đã có cách rồi. Mà Trương Luân lại chính là một người mang tâm tư như vậy. Theo ông ta thấy, lão gia đang suy xét đến quan hệ giữa Trương gia và Chu Dương, xem thử có cần thiết tiếp tục duy trì biểu hiện hòa thuận ngoài mặt hay không. Dựa vào tình hình trước mắt thì xem ra, Chu Dương 5 lần 7 lượt không giữ thể diện cho Trương gia, thậm chí trong tay không có chứng cứ, lại dám uy hiếp Trương gia, điều này đã chọc đến giới hạn và thể diện của Trương gia. Xem ra, Trương lão gia chắc là có bất mãn với Chu Dương. Hai anh em họ ôm tâm trạng phấn khích này, rời khỏi phòng Trương lão gia, từng người trở về khu nhà ở của mình. Sau khi Trương Luân trở lại khu nhà ở, thấy con trai Trương Đào không có ở đó, cảm thấy hơi khó chịu. Trước đây ông ta đã cảnh cáo Trương Đào, thời gian này phải cẩn thận hơn, không được náo loạn để kẻ khác bắt được nhược điểm, tốt nhất là ở yên trong nhà, không đi đâu cả. Trương Luân không ngờ rằng, mình mới dặn dò không lâu, vừa không có nhà, Trương Đào đã không thấy bóng dáng đâu. Đi tìm thiếu gia về cho tôi. Sau khi dùng ánh mắt lạnh lùng ra lệnh cho bảo vệ, Trương Luân quay về phòng, bắt đầu suy xét những chuyện tiếp theo bản thân cần làm. Cùng lúc đó, trong phòng Trương Thái Viêm, đột nhiên xuất hiện một ông cụ, tuổi tác xem chừng không kém lão gia Trương Thái Viêm là mấy. Điều tra rõ ràng chưa? Cảm nhận được hơi thở của người đến, Trương Thái Viêm trầm giọng hỏi, thần sắc mệt mỏi, hiển nhiên là không vừa lòng và lo lắng về tình hình hiện tại của gia tộc. Đã điều tra rõ ràng, chuyện này, người đứng sau xác thực là Trương Đào, kẻ truyền tin tức cho Giang gia cũng là cậu ấy sắp xếp. Hơn nữa bây giờ, cậu ấy đã chạy trốn rồi, có điều người của tôi vẫn luôn theo dõi, sẽ không để mất dấu. Ông cụ trầm giọng nói, thần sắc bình tĩnh. Nếu như có người ngoài ở đây, nghe được những lời này, nhất định sẽ vô cùng kinh hãi. Người này nhìn không có chút khí thế nào, hơn nữa lại có dáng vẻ hết sức bình thường, lên tiếng nói chuyện lại nhắc đến Trương Đào. Hơn nữa trong lời nói, hình như bọn họ nghi ngờ Trương Đào làm chuyện gì đó đại nghịch bất đạo với Trương gia, giờ lại còn chạy trốn. Ừ, theo sát chút, xem nó sẽ tiếp xúc với ai. Hai, Trương gia bây giờ, đường đi càng lúc càng gập ghềnh rồi. Trương lão gia thở dài, từ từ đi ngủ, nhưng khóe mắt vẫn luôn vương vấn ưu sầu. Nhìn Trương Thái Viêm đi ngủ, ông cụ kia đứng một lúc, mới chậm chậm rời khỏi phòng. Không lâu sau, có người làm đến dọn dẹp, đắp lại chăn cho lão gia. Toàn bộ quá trình, không một ai phát hiện sự tồn tại của ông cụ kia, cũng không phát hiện, lão gia đã gặp một người trước đó. Sau đó, Trương lão gia dường như quên đi chuyện gì đó, càng ngày càng ít quản lý việc của gia tộc, trao cho hai anh em Trương Luân và Trương Anh nhiều quyền hạn của gia chủ hơn. Tuy nhiên, toàn bộ hành động liên quan đến Chu Dương, đều bị Trương lão gia bí mật ngăn chặn. Vì vậy xem chừng, mọi thứ dường như rất yên bình. Bên phía Chu Dương, cũng tự nhiên cảm thấy yên tĩnh. Dự án chi nhánh của công ty Danh Dương đang gấp rút hoàn thiện. Không có Trương gia đứng sau, không chỉ chi nhánh thành phố Liễu phát triển thần tốc, đã bắt đầu lắp đặt các thiết bị cuối cùng, rất nhanh sẽ đến việc phân phối, sau đó bắt đầu khai trương. Ở thành phố khác của Tương Tây, cũng có không ít các chi nhánh đang lần lượt gấp rút sửa sang, tin rằng không bao lâu nữa, sẽ có nhiều chi nhánh mở cửa cùng lúc. Trong quá trình này, họ chưa từng gặp phải chuyện mấy kẻ côn đồ không có mắt đến gây sự đòi phí bảo kê giống lúc trước ở thành phố Liễu. Ở khách sạn Song Hỷ Lai, mấy người Vương Vĩ lại đến tìm Chu Dương. Ý anh là, mọi thứ đã chuẩn bị xong, muốn tôi cho các anh một mốc thời gian để khai trương. Chu Dương kinh ngạc nhìn đám người Vương Vĩ, anh không ngờ mấy người này hành động nhanh đến vậy. Từ lúc tiến hành thương lượng với Trương gia tới giờ còn chưa đến nửa tháng, chi nhánh của bọn họ đã chuẩn bị xong. Hơn nữa việc phân phối cũng gần như hoàn thành. Theo dự đoán của họ, hàng hóa đã phân phối, cộng thêm lượng hàng mà bọn họ dự trữ ở kho, đủ để chi nhánh tiêu thụ trong một tháng. Ngay cả như vậy, cũng chỉ là số lượng nhỏ. Xem ra các anh rất tự tin. Chu Dương không từ chối, nhưng đang nghĩ, nếu đã khai trương đương nhiên phải tuyên truyền quảng cáo. Người ở cửa hàng trụ sở tại Trường Sa là những người tài giỏi, chi nhánh tiến hành tuyên truyền cái gì, đều sẽ góp sức không ít. Có điều, nghĩ đến những bức ảnh tuyên truyền của Giang Yến đã hoàn thành, Chu Dương liền có một ý tưởng mới. Nhân lúc khai trương chi nhánh thành phố Liễu, tuyên bố chuyện Giang Yến trở thành người đại diện của công ty Danh Dương, cũng xem như mượn cơ hội này tặng cho Tương Tây đã trầm lặng từ lâu, một quả bom bùng nổ. Chương 450, nghi hoặc. Đối với những người của những gia tộc lớn ở thủ đô có thể đã đến Trường Sa, tỉnh Tương Tây, Chu Dương không hề để tâm đến.
Nếu đối phương không chủ động khiêu khích anh thì anh tự nhiên cũng lười đi khiêu khích bọn họ. Tuy nhiên, một khi đối phương có ý đồ xấu, chủ động tìm đến cửa, Chu Dương tuyệt đối không im lặng, mà sẽ để đối phương thấy nắm đấm của mình có sức mạnh đến mức nào. Hi hi, Chu Tổng, đây là nhờ phúc của cậu, nếu không phải trước đây cậu đàm phán với Trương gia khiến họ nhượng bộ thì tiến độ của chúng ta cũng không nhanh như vậy. Hơn nữa thời gian gần đây, căn bản không có ai đến gây phiền phức cho chúng ta, thậm chí, mấy tên côn đồ từng đến tìm chúng ta đòi tiền bảo kê cũng đã bị bắt rồi. Vương Vĩ cười nói, nhìn Chu Dương đứng trước mặt đầy sự tôn trọng. Phải biết rằng, trước đây khi bọn họ gặp phải vấn đề, đã không ít lần phàn nàn về Chu Dương, thậm chí còn âm thầm ở sau lưng oán hận Chu Dương. Nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại, các chi nhánh cửa hàng của họ đều phát triển thần tốc, sau khi trở thành cửa hàng con của cửa hàng trụ sở chính, công ty của họ trở thành công ty có tiếng thứ hai tại tỉnh Tương Tây. Chỉ dựa vào điều này, cũng đã giúp bọn họ tăng thêm không ít tiếng tăm. Quan trọng hơn, Vương Vĩ đã nhận ra rằng Chu Dương không chỉ có thế lực lớn mạnh tại Đông Hải, mà ngay cả Tương Tây cũng có danh tiếng, thực lực không hề nhỏ. Cho nên lần này, ông ấy mới thương lượng với đối tác của mình, mời Chu Dương đến Cát Băng Khánh thành chi nhánh mới. Dù sao, đây cũng được coi là chi nhánh đầu tiên khai trương, Chu Dương là người phụ trách cũng nên tham gia lễ khai mạc, Cát Băng Khánh thành. Được thôi, nếu đã như vậy, thì hãy tiến hành với cửa hàng trụ sở chính đi. Lần này cũng xem như mọi người gặp đúng dịp, cửa hàng trụ sở chính đã ký hợp đồng với người đại diện hình ảnh, các bức ảnh quảng cáo cũng đã bắt đầu tiến hành tung ra thị trường, tiếp theo chúng tôi sẽ tiến hành tuyên truyền, cửa hàng chi nhánh của mấy người cũng có thể dựa vào việc là cổ đông để gây dựng danh tiếng. Chu Dương cười nói, anh không nói chi tiết việc người đại diện hình ảnh với Vương Vĩ, dù sao với sức mạnh và địa vị của Vương Vĩ, Chu Dương không cần tự mình đi nói những chuyện như vậy. Vương Vĩ cùng mấy người khác tới cửa hàng trụ sở chính tìm Trương Tâm Di hỏi thăm, còn Chu Dương đến tìm Trần Thế Hào, anh có một số suy nghĩ muốn thảo luận với ông ấy. Khoảng thời gian này, Trương gia dường như hoàn toàn biến mất, không chỉ không xuất hiện trong tầm mắt của mỗi anh. Thậm chí đối với cả tỉnh Tương Tây, Trương gia hình như đã không hề tồn tại, hoặc nói là sự tồn tại của họ rất mờ nhạt. Sự thay đổi này, Chu Dương tin rằng, không chỉ có mỗi mình anh phát hiện ra, e rằng những gia tộc khác cũng đã chú ý đến. Quan trọng nhất là Trần Lễ và Đinh Đào đã tìm đến anh để hỏi thăm về chuyện của Trương gia. Cũng chính nhờ điều đó mà Chu Dương mới chú ý đến khoảng thời gian này, Trương gia hình như không bất kỳ động tĩnh gì. Tạm chưa nói tới việc mấy người Vương Vĩ tới cửa hàng trụ sở chính, sau khi hỏi thăm quản lý Trương Tâm Di về người đại diện hình ảnh, họ đã kinh ngạc và vui mừng đến mức nào. Lại không biết phải thỏa thuận ra sao để giúp tuyên truyền ở các chi nhánh đặc biệt là ở thành phố Liễu. Về phía khách sạn, Chu Dương sau khi nói suy nghĩ của mình với Trần Thế Hào, khiến Trần Thế Hào rơi vào trầm mặc. Cậu không phải hoài nghi nội bộ của Trương gia có vấn đề chứ? Trần Thế Hào im lặng một hồi, trầm giọng nói. Trần Thế Hào cũng hết sức tán đồng với phỏng đoán và ý kiến của Chu Dương. Dù sao, Trần Thế Hào cũng tự nhận thấy bản thân không hiểu biết nhiều về Trương gia bằng Chu Dương, hơn nữa Trần Thế Hào chưa từng tiếp xúc với Trương gia, còn Chu Dương trước đây đã từng nói chuyện và giao đấu mấy lần với người nhà đó. Cộng thêm việc Trần gia và Đinh gia gần đây cũng đến tìm Chu Dương, nên Trần Thế Hào suy nghĩ vô cùng nghiêm túc về suy đoán của Chu Dương, ông ấy cảm thấy những điều Chu Dương nói là rất có khả năng. Trương gia thực sự đã xảy ra chuyện. Nếu không, chuyện lần trước Trương Luân, Trương Anh bí mật đưa người tới Trường Sa đàm phán với Chu Dương, chưa nói đến kết quả Trương gia chịu thiệt, bọn họ có thể thản nhiên chấp nhận sao? Riêng việc tin tức họ bí mật đến Trường Sa bị dò dỉ ra bên ngoài, đối với Trương gia mà nói đã không phải là chuyện nhỏ. Một khi điều tra rõ ràng, nhất định gây ra động tĩnh lớn. Nhưng đã hơn nửa tháng trôi qua, Trương gia không chỉ không có động tĩnh gì, ngược lại còn giống như biến mất, ngay cả Chu Dương cũng không điều tra được chút tin tức gì liên quan. Hơn nữa, Chu Dương đã cố gắng liên lạc với Trương Kiệt nhưng cũng không thể liên lạc được. Tất cả những dấu hiệu này, khiến Chu Dương không thể không chú ý và nghiêm túc suy nghĩ. Đúng vậy, bây giờ xem ra, rất có khả năng liên quan tới việc tin tức bị tiết lộ, nếu vậy thì có lẽ họ đã tìm thấy người làm lộ tin tức ra bên ngoài. Chu Dương trầm giọng nói, sự nghi hoặc trên khuôn mặt vẫn không hề giảm xuống. Tuy nhiên, tôi cảm thấy có một điểm kỳ lạ, đã nửa tháng trôi qua. Trương gia vẫn không hề có động tĩnh. Theo lý mà nói, nếu đã tìm thấy người tiết lộ tin tức, thì họ đã sớm xử lý rồi, nhưng họ lại kéo dài tới tận bây giờ, lẽ nào chuyện đó có liên can tới ai đó vô cùng quan trọng?
Chu Dương nói ra suy đoán của mình. Trên thực tế, bây giờ người Chu Dương lo lắng nhất là Trương Kiệt. Anh không biết mấy người trong Trương gia, đặc biệt là Trương Luân, Trương Thái Viêm có đổ hết trách nhiệm của việc đàm phán thất bại lên đầu Trương Kiệt, sau đó thuận tiện gắn tội danh để lộ tin tức lên người Trương Kiệt hay không. Dù sao thì Trương Kiệt cũng có quan hệ với Chu Dương, là người có hiểm nghi lớn trong việc tiết lộ tin tức, hơn nữa cậu ấy cũng là người đã nhắc nhở Chu Dương phải sớm chuẩn bị mọi thứ, vì thế nói cậu ấy có hiểm nghi lớn nhất là rất thuyết phục. Cho nên cậu đang lo lắng cho người bạn học đại học của mình, Trương Kiệt. Trần Thế Hào nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cũng nhớ cái người tên Trương Kiệt. Đúng vậy, bất kể thế nào cũng có thể thấy Trương Kiệt là người có động cơ và năng lực làm ra những chuyện như vậy. Hơn nữa bây giờ trong nội bộ Trương gia quyền phát ngôn của Trương Luân vẫn lớn hơn nhiều so với Trương Anh. Trương Thái Viêm có phần ưu ái hơn với Trương Luân, rất có khả năng sẽ nghe theo những lời của ông ta gây ra chuyện bất lợi với Trương Kiệt. Chu Dương không che giấu sự lo lắng của mình đối với Trương Kiệt. Nếu nói trước kia khi hai bên đối mặt đàm phán, Chu Dương và Trương Kiệt đứng trên hai chiến tuyến đối lập. Hơn nữa trên thực tế, hai người đã từng đối đầu gay gắt. Nhưng nói cho cùng Chu Dương vẫn nhớ phần cảm tình của mình dành cho Trương Kiệt. Loại cảm tình này tương đối đơn thuần, không hề liên quan đến Trương gia. Do vậy, Chu Dương không muốn Trương Kiệt vì mình mà bị Trương gia gạt bỏ và chĩa mũi nhọn vào. Điều này thực sự rất đáng lo ngại, tuy nhiên tôi cảm thấy cậu cũng không cần suy nghĩ chuyện này quá nhiều, tôi nghĩ Trương gia bây giờ vẫn không có động tĩnh gì, gần đây lại giống như biến mất, nhất định là nội bộ có vấn đề. Trần Thế Hào ngẫm nghĩ rồi nhẹ giọng nói. Vấn đề này rất có khả năng đúng như lời nói của cậu, Trương gia tìm ra người tiết lộ tin tức, và cũng tra ra được chủ mưu đứng sau. Tuy nhiên, rất có thể người chủ mưu này khiến Trương gia không thể không cẩn thận giải quyết. Cho nên, khoảng thời gian gần đây, Trương gia đang tiến hành xử lý đám người đó, tôi nghĩ rằng, dựa vào sự hiểu biết của cậu về Trương gia đã có thể đoán ra những chuyện như vậy, thì người có thể khiến Trương gia kiêng dè, mất nửa tháng để điều tra, tìm kiếm mà vẫn không thể xử lý triệt để, nhất định không thể là đám người Trương Anh. Nghe đến đây, đôi mắt của Chu Dương rực sáng, trong đầu đột nhiên nhớ tới điều gì đó. Chương 451, người tiết lộ tin tức. Nói như vậy, chỉ có lời nói của Trương Luân ở Trương gia là có trọng lượng và sức ảnh hưởng lớn nhất, mà người tiết lộ tin tức lần này cũng là người của bọn họ, nghĩ đến tầm ảnh hưởng của việc này nên Trương gia mới phong tỏa hoàn toàn tin tức. Chu Dương cười nói, nghi hoặc trong lòng được làm sáng tỏ, mối bận tâm về Trương Kiệt cũng được giải tỏa. Quả nhiên, 3 ngày sau, cuối cùng Chu Dương cũng nhận được cuộc gọi từ Trương gia, sau hơn 20 ngày Trương gia biệt tăm biệt tích. Mà người gọi cuộc điện thoại đó chính là Trương Kiệt. Alo, Chu Dương, dạo này thấy nhiều cuộc gọi của cậu nhưng vì tội hơi bận, nên không nghe máy được, thật ngại quá. Giọng nói của Trương Kiệt trong điện thoại truyền đến tại Chu Dương. Chu Dương an tâm hơn, nếu Trương Kiệt gọi đi đến, chứng tỏ Trương Kiệt không sao, còn lần này, hành động trong nội bộ Trương gia, cũng không biết nhằm vào cậu ấy. Nhưng Chu Dương cảm nhận được sự mệt mỏi trong giọng nói của Trương Kiệt. Cảm giác mệt nhọc này, khiến Chu Dương ấn tượng, thậm chí còn ấn tượng sâu sắc hơn so với Vi, Trần Thế Hào quay về. Thoáng chốc, một câu hỏi lớn đặt ra trong đầu. Chu Dương, khoảng thời gian này, Trương gia đã xảy ra chuyện gì? Trương Kiệt, cậu không sao chứ? Mặc dù Chu Dương rất tò mò về những gì đã xảy ra ở Trương gia trong thời gian này, nhưng lúc này anh không muốn hỏi. Dù sao, Trương Kiệt mệt mỏi như thế, còn gọi. Điện thoại xin lỗi Minh, chắc hẳn là vừa nhìn thấy. Cuộc gọi Minh gọi đen. Mà trong khoảng thời gian này, Trương Kiệt ít dùng điện thoại, có lẽ Trương gia thực hiện lệnh giới tức nghiêm cả gia đình. Nghĩ như vậy, trong lòng Chu Dương càng hiếu và nặng nề hơn. Một mặt là tò mò về những gì đã xảy ra với Trương gia. Mặt khác, trong Trương gia, ai là người tiết lộ tin tức, cũng khiến anh hiếu kỳ. Tôi không sao, chỉ là thời gian gần đây hơi căng thẳng, nhưng bây giờ đã đỡ hơn, đúng rồi khi nào cậu có thời gian, tôi tìm cậu nói chuyện. Trương Kiệt cười nói, tuy rằng giọng nói đầy mệt mỏi, nhưng đã có phần dịu lại, tinh thần căng thẳng trong thời gian dài, bỗng nhiên được giải tỏa, cũng là một loại cảm giác được giải thoát. Mà điều này, lại càng làm Chu Dương ngạc nhiên. Hơn, được, vậy này cuối tuần đi, nghe giọng của cậu mệt mỏi quá, nghỉ ngơi cho tốt, dừng voi. Nói với Trương Kiệt vài câu, Chu Dương đã chủ động cúp máy, anh cảm nhận được, Trương Kiệt quá mệt mỏi,
tưởng chừng có thể ngủ trong lúc nói chuyện. Trương gia. Sau khi cúp điện thoại, Trương Kiệt nhìn vào khoảng sân nhỏ bên ngoài phòng, cảm thấy trong lòng thật khó chịu. Mặc dù cậu ấy tỏ ra thoải mái, cũng chẳng có bộ dạng căng thẳng khi nói chuyện với chị Dương qua điện thoại, nhưng chỉ là giả vờ. Trên thực tế, thể xác và tinh thần cậu ấy hết sức mệt mỏi và buồn bực, đã khiến cậu ấy không thể chống đo thêm nữa. Thậm chí cậu ấy nghi ngờ, nếu tiếp tục nói chuyện với Chu Dương, rất có thể sẽ ngủ quên mất. Có điều, nghĩ đến trải nghiệm 20 ngày qua, Trương Kiệt vẫn cảm thấy như một giấc mơ, làm người ta khó tin. Chẳng mấy chốc, mi mắt sụp xuống, Trương Kiệt vội vàng đi tới giường, thậm chí không kịp cởi quần áo, hai mắt nhắm lại, ngủ thiếp đi ngay lập tức. Một lúc lâu sau, Trương Anh di vào. Nhìn thấy Trương Kiệt mệt mỏi nằm ngủ trên giường, Trương Anh thật sự cảm thấy rất đau lòng. Trương Anh biết, Trương gia mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện, đối với Trương Kiệt mà nói, thật sự là một gánh nặng quá lớn. Thậm chí, có thể khiến quan niệm của Trương Kiệt sau 20 ngày này trở nên rối rắm. Nhưng đôi lúc, có một số chuyện CN phải thực hiện, ngay cả khi nó sẽ gây ra áp lực lớn, Trương Anh cũng sẽ không lùi bước. Nghĩ như vậy, Trương Anh trở nên kiên quyết hơn, trong mắt lóe lên một sự tàn nhẫn. Cúi người tới trước, Trương Anh kéo chăn đắp cho Trương Kiệt, nhét các góc chăn cẩn thận, rồi từ từ rời khỏi phòng. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó đã đến cuối tuần. Chu Dương và Trương Kiệt đã hẹn trước, Trương Kiệt sẽ đến Trường Sa tìm Chu Dương, hai người cùng nhau trò chuyện. Nói một cách nghiêm túc, đây là lần đầu tiên họ gặp nhau chính thức sau khi tốt nghiệp ra trường. Quán cà phê Zero. Kể từ lần gặp Giang Yến, Chu Dương cảm thấy quán này cũng là một địa điểm tốt. Vừa yên tĩnh lại riêng tư. Tuy rằng vị trí ở cạnh bờ hồ, bên ngoài quán người hơi ảo. Nhưng bên trong quán khá vắng khi Trương Kiệt vào quán, cậu ấy cũng bất ngờ khi thấy một vài vị khách rải rác bên trong này khách vắng như vậy, ông chủ không kiếm tiền sao? Trương Kiệt ngạc nhiên, ngoại trừ khuôn mặt hơi nhợt nhạt, dường như mọi thứ đều Chu Dương Trương Kiệt không có nhiều thay. Đổi, anh cũng cảm thấy yên tâm phần nào, ít nhất, anh cũng không mặt với người. Bạn đại học bị thay đổi hoàn toàn, càng huống hồ, mỗi khi có một sự thay đổi lớn trong gia đình, tinh thần của một người sẽ thay đổi rất lớn. Chu Dương nghe rất nhiều về câu nói. Quán cà phê Zero. Kể từ lần gặp Giang Yến, Chu Dương cảm thấy quán này cũng là một địa điểm tốt. Vừa yên tĩnh lại riêng tư. Tuy rằng vị trí ở cạnh bờ hồ, bên ngoài quán người hơi ảo. Nhưng bên trong quán khá vắng khi Trương Kiệt vào quán, cậu ấy cũng bất ngờ khi thấy một vài vị khách rải rác bên trong này khách vắng như vậy, ông chủ không kiếm tiền sao? Trương Kiệt ngạc nhiên, ngoại trừ khuôn mặt hơi nhợt nhạt, dường như mọi thứ đều Chu Dương Trương Kiệt không có nhiều thay. Đổi, anh cũng cảm thấy yên tâm phần nào, ít nhất, anh cũng không mặt với người. Bạn đại học bị thay đổi hoàn toàn, càng huống hồ, mỗi khi có một sự thay đổi lớn trong gia đình, tinh thần của một người sẽ thay đổi rất lớn. Chu Dương nghe rất nhiều về câu nói. Đã xảy ra chuyện gì đó không tốt, cho nên đến bây giờ Trương Kiệt vẫn còn chịu ảnh hưởng không nhỏ. Thật ra, bây giờ tôi không nói thì cũng không giấu giếm được bao lâu nữa, người khác hoặc gia tộc. Khác, chắc chắn cũng sẽ nhanh chóng biết được. Trương Kiệt lắc đầu, sắc mặt đã trở lại bình thường nhưng trong giọng nói còn có phần bất lực. Thật ra, khoảng thời gian này, cả gia tộc vẫn luôn điều tra vụ dò di thông tin ở Trường Sa lần trước. Trương Kiệt chậm rãi nói. Chu Dương yên lặng lắng nghe. Trên thực tế, khi tin tức được đăng tải ở khắp các trang mạng, tôi đoán, một khi chúng tôi về nhà, chắc chắn sẽ bắt đầu một cuộc điều tra, nhưng tôi không ngờ, mọi thứ nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng. Hơn nữa, lần này, người tiết lộ lịch trình của chúng tôi căn bản không ngờ, thậm chí, gần như tất cả mọi người trong gia tộc đều không ngờ đến. Chương 452, quả nhiên là hắn. Ha ha, nói ra thì sợ cậu chê cười, người đó là Trương Đào, con trai của bác cả Trương Luân, chính anh ta đã để lộ thông tin này cho Giang gia. Hơn nữa, mọi hành động của ông nội đều nhanh hơn so với những người khác, trước khi chúng tôi kịp thời phản ứng, thì họ đã lấy được tất cả chứng cứ rồi, hơn nữa còn khống chế được Trương Đào. Phải biết rằng, trước đó, Trương Đào thậm chí đã rời khỏi Trương gia, anh ta cũng có kế hoạch bỏ trốn, nhưng lại quả ngu ngốc, thậm chí còn không nhận ra rằng ngay từ lúc bắt đầu để lộ tin tức đó thì dã không còn đường lui, cũng không thể có khả năng có thể trốn thoát được nữa. Nói đến đây, Trương Kiệt im lặng, uống một ngầm nước, roi mơ màng nhìn ra đám người Giang bên ngoài cửa sổ. Chu Dương cảm thấy hơi bất ngờ. Anh không ngờ tin tức bị dò di ra bên ngoài lại là
Trương người có tiếng nói nhất vẫn là bố của hắn Luân, điểm này thì có lẽ Trương Đào không hề nhận ra. Vậy hắn ta làm như vậy, rốt cuộc là có mục đích làm vậy, có lợi gì cho hắn, hay có lợi ích gì cho Trương Luân? Chu Dương lắc đầu, anh không ngờ Trương Đào lại làm như vậy, rốt cuộc thì chuyện này có lợi gì cho hắn và bố của hắn? Có thể nói Trương Đào làm như vậy, không chỉ không có chút lợi ích nào, mà ngược lại càng khiến cho bản thân rơi vào bất lợi, cũng sẽ khiến khô của hắn bị kéo vào chỗ nước sôi lửa bỏng. Có lần này trong nội bộ ra, Trương Anh đã phát động một cuộc phản công mạnh. Còn hành động này của Trương Đào, rất có khả năng đã quét sạch mọi nỗ lực của Trương Luân trong mấy chục năm. Cho nên bây giờ việc bên Trương gia quyết xong rồi sao? Chu Dương khẽ hỏi. Chu Dương không nói hết những gì anh nghĩ, anh biết, nếu như hỏi như vậy, chắc chắn Trương Kiệt sẽ biết hàm ý của anh. Từ, ông nội tự mình ra tay, Trương Đào đã trở thành kẻ phản bội lại Trương gia, bị ông nội hạ lệnh, cầm túc 3 năm, trong 3 năm này, anh ta không được phép rời khỏi Trương gia và tịch thu mọi thiết bị liên lạc với bên ngoài. Hơn nữa, ông nội cũng hạ lệnh thêm, sau này Trương Đào tuyệt đối không có quyền tham dự vào bất cứ việc gì của Trương gia. Trương Kiệt nói xong, không hề có biểu cảm hưng phấn hay vui vẻ nào. Điều này khiến Chu Dương hơi bất ngờ. Theo lý mà nói, Trương Đào bị ông nội hẳn trừng phạt như vậy, thì trong 3 thế hệ của Trương gia, người được hưởng lợi nhiều nhất chính là Trương Kiệt. Nhưng lúc này, Chu Dương nhìn thấy biểu cảm không mấy vui vẻ của Trương Kiệt, ngược lại Trương Kiệt còn có chút chán nản. Điều này có gì không tốt sao? Nếu như cứ tiếp diễn như vậy, thì quyền lên tiếng của đám người Trương Luân sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, cậu lại là con cháu đời thứ 3, đương nhiên cũng được ông nội cậu coi trọng hơn. Chu Dương hỏi, đây vốn không phải là chuyện mà tôi muốn thấy, mặc dù Trương Đào đã làm sai, nhưng anh ta cũng không gây thiệt hại gì lớn cho Trương gia. Hơn nữa, ông nội làm như vậy, trước đó không hề tiết lộ một chút thông tin gì. Ông ấy không hề nói với bất cứ ai trong Trương gia, đây rõ ràng là ông nội không hề tin tưởng người nào trong Trương gia cả. Chuyện này khiến tôi cực kỳ khó chịu, cả Trương gia đều là con cháu của ông ấy, tại sao ông nội lại có thể nghi ngờ mọi người như thế chứ? Trương Kiệt nói một hồi, cảm xúc của cậu ấy bỗng đột nhiên trở nên mãnh liệt hơn. Đúng là Trương Đào đã làm ra chuyện này, hơn nữa Trương Kiệt, có một điểm tôi muốn nói với cậu, việc 7 giờ Trương Đào làm dung là không có gây ra thiệt hại đáng kể nào cho Trương gia, nhưng mà sau này thì sao? Chu Dương đưa tay nhấn lên bả vai Trương Kiệt, anh nghiêm túc nói. Chu Dương không ngờ rằng có một ngày anh lại trở thành cổ vấn tinh thần của người khác, và người này cũng là bạn cùng lớp đại học của anh. Lần này, nếu như ông nội cậu không trừng phạt Trương Đào, vậy thì hẳn ta sẽ không thể tỉnh ngộ. Được, sau này rất có khả năng lại tiếp tục gây ra chuyện như vậy. Nên lúc đó, ai có thể đảm bảo rằng, chuyện Trương Đào gây ra không tổn hại đến Trương gia. Thậm chí, cậu thử nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nếu đến một ngày, Trương Đào có sức mạnh của Trương gia trong tay, hắn ta sẽ làm Trương gia suy yếu, thậm chí còn bán cả sản nghiệp Thương gia đi không? Giọng điệu của Chu Dương hết sức nhỏ nhẹ, như tiếng chuông rồng, từng tiếng một vang lên, dần dần vang vọng vào trái tim của Trương Kiệt, khiến Trương Kiệt từ từ bình tĩnh lại. Sẽ như vậy sao? Ánh mắt Trương Kiệt hơi mù mịt mơ hồ, hiển nhiên cậu ấy chưa từng nhận thức được chuyện này, hoặc cậu ấy không nguyện ý đi tìm hiểu khía cạnh này. Chu Dương biết trong một khoảng thời gian ngắn, Trương gia xảy ra nhiều chuyện và thay đổi lớn như vậy, Trương Thái Viêm làm việc quyết đoán đưa ra một số quyết định, chắc chắn khiến Trương Kiệt, một người chưa từng trải qua chuyện này sẽ bối rối. Nhưng loại cảm giác mơ hồ này sẽ không kéo dài. Bao lâu, Chu Dương tin chắc rằng, ngay cả khi không có những lời thuyết phục vừa rồi của mình, thì chắc chắn Trương Kiệt sẽ sớm vượt qua chuyện này. Chỉ là, thật khó để nói ra cần mất bao lâu mới thoát ra khỏi chuyện này. Đó là chắc chắn rồi. Có lẽ là do cậu ở trong gia tộc đó quá lâu, nên cậu nghĩ mọi thứ quá đơn giản. Lẽ nào cậu cho rằng, ông nội cậu trừng phạt Trương Đào thực sự chỉ là do hắn ta rể lộ tin tức ra ngoài sao? Chu Dương chấm giọng nói, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Không phải nguyên nhân này sao? Dĩ nhiên là không. Cắt ngang lời Trương Kiệt, Chu Dương nói tiếp. Trọng điểm là lần này Trương Đào để dò dỉ thông tin với Giang gia, nhưng mà hắn ta tại sao lại thiết lập được mối quan hệ với Giang gia? Có rất nhiều gia tộc, tại sao hắn lại chọn Giang gia? Phải biết rằng, Trần gia và Đinh gia bắt đầu dựa dẫm vào Trương gia, chuyện này đã không còn là bí mật nữa, với thân phận của Trương Đào, sao hắn có thể không biết chuyện này chứ? Đây mới là lý do khiến ông nội cậu ra tay tàn nhẫn như vậy,
bây giờ Giang Gia chính là kẻ thù của Trương Gia, nhưng Trương Đào lại bất chấp điều đó, để lộ tin tức của gia đình ra bên ngoài, nếu sau này Trương Gia lại có kế hoạch nào khác, thì có phải Trương Đào cũng sẽ tiếp tục tiết lộ cho Giang Gia hay không, đến lúc đó thì Giang Gia sẽ có chuẩn bị tốt để đối phó lại, mà sự việc cử diễn ra như vậy thì Trương Gia khẳng định sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Những lời này vốn không phải là những lời Chu là hắn Dương nên nói, Trương Thái Viêm không nói cho mọi người trong Trương Gia, có lẽ vì khoảng cách tuổi tác và địa vị. Trương Anh lại là bổ của Trương Kiệt, nên ông ấy có nghĩa vụ phải nói chuyện này cho Trương Kiệt. Tuy nhiên ông ấy lại không nói ra, Chu Dương hiểu được một chút về cách làm này của Trương Anh. Dù sao thì Trương Kiệt cũng còn quá trẻ, quan điểm và cách xem xét của cậu ấy về các vấn đề vẫn còn quá non nớt. Cậu ấy luôn nghĩ rằng mọi chuyện đều có thể giải quyết theo một hướng tốt nhất. Kể cả lần trước Trương Gia đến Trường Sa để đàm phán với Chu Dương. Hay là việc ông nội cậu ấy trừng phạt Trương Đào. Trương Kiệt đều hy vọng mọi chuyện đều có thể giải quyết một cách êm đẹp, mọi người không cần phải đầu đá rách ra rách thít, nhưng thực tế vẫn luôn tàn khốc, họ luôn có quỹ. Đạo cách đi riêng của chính mình, họ sẽ không bởi vì cách nghĩ của bạn, mà đổi ý và làm theo bạn được. Sau khi giúp Trương Kiệt làm sáng tỏ chuyện này, Chu Dương và Trương Kiệt cùng nhau rời khỏi quán cà phê. Về việc Trương Kiệt có thực sự nghe hết lời anh nói hay lý giải được nút thắt này hay không, thì Chu Dương cũng không thể làm gì hơn. Anh chỉ nói ra những điều mà anh nhìn thấy, anh cũng đã cổ làm những việc mà anh làm được rồi. Sau đó Trương Kiệt có như thế nào, thì cũng không phải là chuyện mà Chu Dương có thể không chê được. Có lẽ, đợi khi về đến Trương gia thì cậu ấy sẽ nghĩ thông suốt. Chương 453, gọi điện cho Trương Thái Viêm. Sau khi tiễn Trương Kiệt, Chu Dương nói rõ ràng toàn bộ sự tình và cách nghĩ riêng của mình với Trần Thế Hào. Dù sao, trước đây họ cũng từng thảo luận, đối với chuyện của Trương gia, mỗi người họ đều có suy đoán của riêng mình. Tuy nhiên, điều khiến Chu Dương ngạc nhiên chính là Trần Thế Hào không hề có hứng thú gì đối với chuyện này, để Chu Dương tự làm theo cách của mình. Chu Dương cũng không chú trọng lắm. Dù sao thì Trương gia cũng đã tự mình giải quyết, chuyện đó giờ đã là điều không thể thay đổi. Hơn nữa, bây giờ Chu Dương không có năng lực khiến Trương lão gia thay đổi quyết định của mình. Chẳng mấy chốc, bên phía thành phố Liễu, Vương Vĩ báo tin đến nói rằng cửa hàng chi nhánh sẽ khai trương vào ngày 25 tháng 12. Ngày đó cũng trùng hợp là lễ Giáng sinh của phương Tây, tại Hoa Hạ những năm gần đây, việc đón Giáng sinh cũng trở nên phổ biến. Đặc biệt là tại các thành phố, kiểu chạy theo tập tục phương Tây ngày càng rầm rộ. Chu Dương cũng không thể không công bố thông tin Giang Yến trở thành người đại diện của công ty lên các phương tiện truyền thông. Suy cho cùng, tính toán thời gian thì cũng không đầy nửa tháng nữa là đến Giáng sinh. Nhìn nhận về ngành công nghiệp truyền thông tại Tương Tây thì có thể thấy quá nửa trong số đó nằm trong tay Trương gia. Cho nên, Chu Dương không nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp gọi điện thoại cho Trương Thái Viêm. Chu Dương không hỏi về những chuyện đã xảy ra của Trương gia trong khoảng thời gian vừa qua, cũng không đề cập đến vấn đề dự án chi nhánh gặp phải trước đây, đặc biệt là chuyện chi nhánh thành phố Liễu, gặp phải côn đồ đòi phí bảo kê. Lần này, Chu Dương nói thẳng vào vấn đề, muốn mượn kênh tuyên truyền của Trương gia tại tỉnh Tương Tây giúp công ty danh Dương quảng bá cho hình ảnh của người đại diện. Nói xong, Chu Dương cũng không nói gì thêm, anh biết Trương Thái Viêm cần thời gian suy nghĩ. Một mặt, đối với chuyện đã xảy ra của Trương gia, Trương lão gia chắc chắn biết rằng không thể che giấu được, bây giờ Chu Dương biết tin cũng không có gì lạ, ngay cả các gia tộc lớn nhỏ khác ở Tương Tây đều biết thì cũng là chuyện bình thường. Mặt khác, Chu Dương gọi điện thoại đến không hề nhắc đến chuyện này là thật sự không biết hay giả vờ không biết. Lẽ nào mục đích thực sự của Chu Dương chỉ là mượn kênh truyền thông của Trương gia tại Tương Tây? He he, Chu Dương, nếu thật sự là mượn kênh tuyên truyền thì chỉ cần nói với bọn người dưới là được. Bọn họ tự biết phải làm thế nào, sao phải gọi cho lão già đây? Vẻ mặt Trương Thái Viêm nghiêm túc hẳn, liếc nhìn sang ông cụ bên cạnh. Nhìn thấy ông cụ bên cạnh nhẹ nhàng gật đầu, Trương Thái Viêm mới yên tâm. Trương lão gia, nói với người dưới sao bằng nói với ông, sau đó ông hạ lệnh kêu họ làm, như vậy có tác dụng nhanh hơn nhiều. Hơn nữa, lần này tôi muốn mượn kênh tuyên truyền của Trương gia, có lẽ không chỉ là mượn một kênh mà muốn mượn tất cả các kênh. Tôi nghĩ, chuyện này những người bên dưới kia chắc không dám làm chủ. Chu Dương sau khi nghe những lời của Trương Thái Viêm không cảm thấy bất ngờ, anh cũng không hề để lộ bất kỳ ý kiến và suy nghĩ nào. Dù sao, Trương Thái Viêm đang muốn chơi trò trốn tìm với anh, vậy thì anh sẽ theo đến cùng, để xem ai là người nhận thua trước. Đối với chuyện kênh tuyên truyền,
Chu Dương cũng không hề nói dối, anh thực sự muốn mượn tất cả các kênh tuyên truyền của Trương gia. Sau đó, sẽ quảng bá hình ảnh người đại diện Giang Yến đến công chúng ở khắp cả tỉnh Tương Tây. Anh làm như vậy sẽ dẫn đến một số hậu quả. Thứ nhất, Giang Yến sẽ bị Giang gia trách mắng, bị Giang gia trừng phạt, thậm chí là cấm túc. Tuy nhiên theo những gì Chu Dương hiểu biết về Giang Yến, chuyện này có thể sẽ xảy ra nhưng khả năng xảy ra là rất thấp, trừ phi Giang Yến không nhận Giang gia nữa. Bằng không kẻ điên cuồng yêu thương con gái như Giang Hành Nguyên sẽ dùng mọi cách để bảo vệ Giang Yến. Thứ hai, Giang Yến trở thành người đại diện hình ảnh cho công ty Danh Dương nhất định sẽ gây náo động Tương Tây. Trừ ý kiến của người Giang gia, còn có ý kiến của ba gia tộc lớn hợp tác với Giang gia là Dư gia, Đỗ gia và Đường gia. Thậm chí, còn có cả phản ứng của Trương gia. Rõ ràng Chu Dương và Trương gia bây giờ có quan hệ hợp tác, còn Chu Dương với Giang gia trước đây lại có mối thù lớn. Giang Yến là con gái độc nhất của Giang Hành Nguyên, được Giang Hành Nguyên hết mực yêu thương, chuyện này Chu Dương không thể không biết. Trong tình huống như vậy, Chu Dương lại chọn lựa hợp tác với Giang Yến, Giang Yến còn tự mình xuất hiện vì Chu Dương làm những chuyện như này, thậm chí, không quan tâm đến danh tiếng mà trở thành người đại diện và phát ngôn cho công ty Danh Dương. Như vậy nếu nói trước đây bọn họ không có quan hệ, chắc hẳn chẳng ai tin. E rằng, đến lúc đó, người của Chu Dương cũng tự mình nảy sinh nghi ngờ. Dù sao, ân oán trước đây của Chu Dương với Giang gia, mọi người đều hiểu rất rõ. Hơn nữa bọn họ biết rõ cách hành xử của Giang gia căn bản không thể đạt được thỏa thuận gì với Chu Dương. Trừ phi Chu Dương đã hứa, hoặc đưa ra nhượng bộ và hy sinh gì đó. Vì vậy, Giang Yến có phải là sợi dây kết nối hay không? Cuối cùng, Chu Dương làm như thế, vô tình khiến bản thân trở thành người nổi tiếng nhất Tương Tây, thành tâm điểm chú ý của mọi người. Nếu những người của các gia tộc ở thủ đô đến tỉnh Tương Tây sẽ tự nhiên chú ý đến sự tồn tại của anh, rất có khả năng sẽ thu hút sự chú ý của những người khác, từ đó có thể gây nên rắc rối. Tuy nhiên, Chu Dương không hề quan tâm đến điều này, đây chỉ là tình huống có khả năng phát sinh, đối với Chu Dương là những thứ không đáng lo ngại. Chưa nói đến việc anh làm gì cũng không cần giải thích với người khác, cho dù là người của mình thì trừ một số người cần phải biết ra, những người khác không quan trọng lắm. Dù họ có oán trách thì có thể làm được gì chứ? Chu Dương sẽ không vì bọn họ mà thay đổi kế hoạch của bản thân. Hơn nữa, để Giang Yến làm người đại diện đối với họ là một chuyện tốt. Có thể giúp bọn họ nâng cao danh tiếng của chi nhánh, nhanh chóng mở rộng thị trường và tên tuổi tại Tương Tây. Nếu thực sự như vậy, tôi sẽ nói với người bên dưới, dù sao, hạng mục này cũng là hợp tác với Trương gia. Trương Thái Viêm cười hi hi nói. Nếu Trương lão gia đã đồng ý thì coi như mục đích của Chu Dương cũng đã đạt được, anh tự nhiên cũng không muốn tiếp tục nói chuyện nữa. Dù sao, trong mắt của Chu Dương, Trương Thái Viêm chẳng khác nào một lão hồ ly. Ai lại nguyện ý cùng hồ ly trò chuyện chứ? Có thời gian và sức lực, chỉ bằng đi trò chuyện với mấy em xinh đẹp, như vậy tinh thần mới nhanh chóng dễ chịu hơn. Sau khi cúp điện thoại, Chu Dương liên lạc với Trương Tâm Di, yêu cầu cô chuẩn bị tất cả các tài liệu liên quan đến tuyên truyền. Sau đó cùng bàn bạc với người phụ trách tuyên truyền của Trương gia. Về phía Giang Yến, Chu Dương cảm thấy cần phải liên lạc với cô, dù sao, nếu có thể đưa Giang Yến đến chi nhánh thành phố Liễu cũng là một chuyện không tệ. Alo, người đẹp Giang Yến, bây giờ không bận chứ? Nghĩ là làm, Chu Dương lập tức gọi điện cho Giang Yến, khẽ cười nói. Ồ, tôi có thể nói hiện giờ tôi rất bận không? Ở đầu dây bên kia, Giang Yến sững sờ một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp lại. Dường như đã bị lời nói của Chu Dương làm cô nghẹn họng. Chương 454, hẹn gặp Giang Yến 1. Dù sao, câu nói thông thường khi hỏi thăm đối phương đều là bây giờ bạn có bận không? Nếu như đối phương có cảm tình tốt với bạn thì tất nhiên có thể trò chuyện tiếp, còn đối phương không có hứng thú thì sẽ nói tôi rất bận để từ chối. Nhưng lần này, Chu Dương lại hỏi thẳng bây giờ cô không bận chứ? Như vậy là muốn Giang Yến đáp như thế nào? Cũng không thể nói tôi bây giờ rất bận đúng không? Đáp như thế hai người căn bản sẽ không có cách nào để trò chuyện nữa. He he, xem ra cô bây giờ nhất định không bận, dù sao, cô cũng là đại tiểu thư Giang Yến, sao cô có thể bận được chứ? Tôi có vài chuyện muốn nói với cô, chúng ta có thể gặp mặt được không? Chu Dương cười he he nói, tất nhiên anh biết rằng Giang Yến không bận, từ giọng điệu của cô có thể thấy đang cố tình làm khó anh. Được thôi, khi nào? Ở đâu? Giang Yến bất lực, cười nói. Ngày mai nhé, địa điểm là quán cà phê Zero,
tôi cảm thấy nơi đó cũng khá ổn. Chu Dương vui vẻ cười nói. Sau khi hẹn Giang Yến, Chu Dương lại thầm suy nghĩ. Còn ở bên kia, Giang Yến bất lực cúp điện thoại, nhìn chị Linh ở bên cạnh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lại là cậu nhóc kia à? Rốt cuộc cậu ta muốn gì? Lẽ nào thật sự xem em như người hầu để sai bảo, gọi em đi, em liền đi sao? Chị Linh đột nhiên tức giận, ngực phập phồng lên xuống, nghiến răng nói. Rõ ràng chị ấy đã ở bên cạnh nghe hết cuộc điện thoại của Chu Dương và Giang Yến. Chị Linh tức giận như vậy cũng không phải không có lý do. Trong mắt chị ấy, Giang Yến là một bảo bối, chị nâng niu còn không hết, căn bản không dám tùy ý sai bảo Giang Yến, thậm chí còn không nỡ mắng cô ấy một câu. Tuy nhiên, vừa rồi thằng nhóc Chu Dương không luôn qua điện thoại mà chỉ nói một câu, có chuyện muốn bàn bạc với Giang Yến, để hẹn Giang Yến ra ngoài gặp mặt. Đây là có ý gì? Tên nhóc kia căn bản không coi trọng Giang Yến. Tại sao trong mắt của tôi, Giang Yến là một bảo bối, còn đối với cậu ta lại giống như những cô gái bình thường khác? Giang Yến có thể giống những cô gái bình thường sao? Chị Linh phẫn nộ như vậy tuyệt đối là có đạo lý riêng của chị ấy. Cô ấy không thể đứng nhìn Chu Dương không coi trọng Giang Yến. Chị Linh, chị không nên có thái độ thù địch như vậy với Chu Dương, anh ấy không hề có ác ý, có lẽ chỉ là cách anh ấy nói chuyện mà thôi, em biết anh ấy thực sự là có chuyện cần nói với em, có lẽ là liên quan đến việc người đại diện, dù sao em cũng đã nhận tiền rồi, tiếp nhận công việc cũng là điều hiển nhiên. Giang Yến kéo tay chị Linh, nhỏ nhẹ giải thích, thực tế là đang nói giúp cho Chu Dương. Cô biết rõ năng lực của chị Linh, nếu chị Linh thực sự vì cô mà nảy sinh thù hận gì với Chu Dương thì điều đó đối với Chu Dương mà nói không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nếu sự tình phát triển đến mức độ như vậy, thì Giang Yến nhất định sẽ áy náy tự trách mình. Ồ, vẫn là em lương thiện, đến bây giờ rồi vẫn còn nói giúp cậu ta, em có thân phận gì, còn cần chút tiền đó sao? Hứ! Thật không biết tên nhóc xấu xa đó có mị lực gì mà có thể quyến rũ được em. Chị Linh cảm thấy không hài lòng, khóe miệng co giật, ngay cả ánh mắt nhìn về phía Giang Yến cũng hơi oán hận. Ngày hôm sau, quán cà phê Zero. Chu Dương đến vị trí quen thuộc tại tầng 2 của quán đột nhiên phát hiện, ngoài Giang Yến ra còn có chị Linh, người đã từng gặp vài lần, đang ngồi bên cạnh Giang Yến. Chu Dương sững sờ, không ngờ chị Linh cũng ở đây, nghĩ đến lòng thù địch của chị ấy đối với mình. Chu Dương thấy hơi đau đầu. Anh cũng không nhớ mình đã đắc đội tội với chị Linh khi nào mà lại khiến chị ấy nảy sinh ác ý với anh như vậy. Thậm chí, Chu Dương có thể khẳng định, nếu thực sự có cơ hội, chị Linh sẽ không hề ngần ngại giáo huấn anh. Còn về việc giáo huấn ở mức độ như thế nào, Chu Dương cũng không đoán được, có lẽ phải xem tâm trạng của chị Linh khi đó. Giang tiểu thư, chị Linh. Mặc dù trong lòng Chu Dương cũng không thích chị Linh cho lắm, nhưng lễ nghĩa tối thiểu thì vẫn phải có, dù sao cũng không nên để lại ấn tượng không tốt. Sau khi chào hỏi, Chu Dương ngồi xuống đối diện Giang Yến. Nói đi, gọi chúng tôi ra đây, rốt cuộc là có chuyện gì, cậu có biết chúng tôi rất bận không? Tiểu Yến vì đến gặp cậu, đã từ chối rất nhiều cuộc hẹn khác đó. Chu Dương chưa nói gì, chị Linh đã đánh đòn phủ đầu trước. Lần này, Chu Dương ngây người sững sờ. Anh căn bản không hiểu chị Linh nói vậy là có ý gì. Giang Yến có cuộc hẹn khác. Nhưng vì cuộc điện thoại của anh mà từ chối sao? Khuôn mặt của Chu Dương cứng đờ, chị Linh này nói đùa cũng phải có chừng mực chứ, nói bừa sẽ gây ra không ít rắc rối. Cũng may, người chị ấy gặp là Chu Dương, nếu đổi lại là người khác không biết đã nghĩ sao về Giang Yến. À, không phải chị đang nói thật chứ? Đùa như vậy không vui chút nào. Chu Dương nói, hôm nay gọi Giang tiểu thư đến thực sự là có chuyện. Tôi chuẩn bị quảng bá hình ảnh người đại diện của công ty Danh Dương, có lẽ đến lúc đó, một vài địa điểm cần cô ấy xuất hiện một lúc. Hơn nữa, vào lễ Giáng sinh, tôi muốn mời Giang Yến đến chi nhánh ở thành phố Liễu tham gia hoạt động khai trương. Đương nhiên, tất cả đều được thực hiện theo lịch trình của Giang tiểu thư, nếu cô thấy chỗ nào không tiện, tôi cũng sẽ không ép buộc, dù sao khi ký hợp đồng cũng không có những điều này. Chu Dương mỉm cười nói, rồi lấy ra phương án tuyên truyền đã được chuẩn bị. Những phương án này đều đã được nghiệm chứng tại Đông Hải, mà người đại diện hình ảnh của Danh Dương ở Đông Hải chính là Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc. Tuyên truyền quảng bá đạt được rất nhiều thành công, giúp công ty Danh Dương được nhiều người biết đến trong khoảng thời gian ngắn. Bây giờ, Chu Dương chuẩn bị thực hiện phương án tuyên truyền này ở Tương Tây. Anh tin rằng, dựa vào thực lực và các kênh truyền thông của Trương gia ở Tương Tây, lần này nhất định sẽ đạt được thành công hơn cả ở Đông Hải.
Có điều, tất cả vẫn còn phải dựa vào sự phối hợp của Giang Yến. Tuy nhiên trước giờ Chu Dương không phải kiểu người thích làm khó người khác, nên tất cả để Giang Yến tự quyết định. Vì thế, sau khi nói xong Chu Dương không hề hối thúc mà cho Giang Yến thời gian để suy nghĩ. Giang Yến nghiêm túc mở phương án tuyên truyền mà Chu Dương đã chuẩn bị ra xem. Thành thật mà nói, cô rất có hứng thú với phương án tuyên truyền của Chu Dương. Cô có thể thấy được, Chu Dương rất tin tưởng vào phương án tuyên truyền lần này, rõ ràng anh rất có lòng tin vào nó. Không chỉ Giang Yến mà chị Linh cũng có thể nhìn ra. Hai người cùng ngồi xem. Ngay sau đó, hai người lập tức chìm đắm trong đó, họ hết sức bất ngờ khi nhìn thấy nội dung trong phương án này. Như vậy thật sự có được không? Sau nửa giờ đồng hồ xem xong phương án, trong lòng Giang Yến phấn khích nhưng vẫn hơi do dự. Cô cũng không biết mình do dự điều gì, chỉ là muốn nghe ý kiến của Chu Dương. Dù sao, phương án tuyên truyền là của Chu Dương, có những ý tưởng e rằng cũng chỉ có Chu Dương mới có thể hiểu được. Chương 455, hẹn gặp Giang Yến 2. Đương nhiên là được, cách tuyên truyền trong kế hoạch này phù hợp nhất với người đẹp như cô. Nhưng mà, tôi vẫn muốn xác nhận với cô, đó là một khi tuyên truyền ra ngoài, Giang gia chắc chắn sẽ biết. Dựa trên mối quan hệ giữa Giang gia và tôi bây giờ, sau khi nhìn thấy những tuyên truyền này, Giang gia sẽ có phản ứng thế nào, cô cần phải rõ ràng hơn tôi. Chu Dương cười nói, nhưng vẫn không quên nói với Giang Yến về những vấn đề có thể xảy ra. Mặc dù Chu Dương rất tự tin về kế hoạch quảng cáo hình ảnh, nhưng hơi do dự về phản ứng của Giang gia đối với việc tuyên truyền ra ngoài. Hoặc là nói, Chu Dương đã đoán được Giang gia sẽ làm như thế nào, chỉ là muốn xem Giang Yến có cách gì, bản thân cô ấy lại có thái độ ra sao. Nếu thái độ của Giang Yến chấn trừ, không có quan điểm riêng về việc Giang gia sẽ có phản ứng gì. Thậm chí, nếu thực sự xảy ra đen bốc gió, cô ấy thậm chí không đứng cùng phía mình. Vậy thì Chu Dương sẽ một lần nữa suy nghĩ lại việc tuyên truyền. Dẫu sao cũng không phải là không có Giang Yến là không được. Bản thân Chu Dương cũng không muốn Giang Yến đưa ra lựa chọn khó khăn nào giữa anh và Giang gia. Ừ, tôi biết, nhưng chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Dẫu sao đây là việc riêng của tôi, còn chưa đến lượt bọn họ nói này nói kia. Giang Yến nghiêng đầu suy nghĩ, nói rất tùy ý, giống như Giang gia trong mắt của cô ấy hoàn. Toàn không là gì cả. Chị Linh ở bên cạnh liên tục gật đầu, bày tỏ đồng ý với lời nói của Giang Yến. Chu Dương nhìn thấy vậy, im lặng dứt khoát lắc đầu, cảm thấy hơi cạn lời với hai người phụ nữ này. Một người là con gái duy nhất của lão nhị Giang gia Giang Hành Nguyên, được cưng chiều đặc biệt, cũng vô cùng nổi tiếng ở tỉnh Tương Tây, có tiếng tăm cực kỳ lớn trong các gia tộc lớn. Người còn lại là một tồn tại thắn bi, coi Giang Yến như một cô bé, tự xưng là chị Linh, chưa biết thân phận và tên. Thậm chí, Chu đừng còn mi mật kêu người gì điều tra chị Linh, nhưng hoàn toàn không phát hiện điều gì. Được thôi, cô đã đồng ý, vậy thì tôi sẽ đi sắp xếp. Đến lúc đó, cô chỉ cần có mặt là được. Chu Dương cười nói. Lại trò chuyện thêm vài câu nữa, hẹn Giáng sinh lại gặp mặt, Chu Dương liền trực tiếp rời đi. Trong khoảng thời gian tiếp theo, anh quả thực còn có nhiều việc phải làm. Hơn nữa, không chỉ là việc mở chi nhánh công ty Danh Dương, còn có những việc khác. Phải biết rằng, lần này cùng Chu Dương đến tỉnh Tương Tây, còn có người có thâm niên trong ngành truyền thông Tôn Việt. Muốn giúp một số công ty truyền thông ở Đông Hải mở rộng thị trường truyền thông ở các thành phố khác, Chu Dương cảm thấy anh phải tiến một bước liên hệ với Trương gia hơn nữa. Hợp tác trước đây trong ngành mỹ phẩm còn vẫn chưa đủ. Hoặc là nói, những lợi ích mang lại cho Trương gia còn lâu mới khiến Trương gia thỏa mãn. Bởi vì cho dù không có sự gia nhập của công ty Danh Dương, thì phần của Trương gia trong ngành mỹ phẩm ở tỉnh Tương Tây đã vượt qua 80%. Có thể nói, 80% thị trường ở tỉnh Tương Tây có liên quan đến Trương gia. Sau khi Chu Dương rời đi, Giang Yến và chị Linh tiếp tục trò chuyện trong quán cà phê. Thực ra cũng không có gì để nói, chị Linh như mọi khi của trách Chu Dương, kêu Giang Yến nhất định đừng xa vào, còn nhiều lần nói rằng Chu Dương đã có vợ. Lẽ nào người xinh đẹp như Giang Yến cũng muốn liên quan đến tình cảm và hôn nhân của người khác sao? Dù sao đủ loại lời nói bôi nhọ Chu Dương không ngừng được nói ra từ miệng của chị Linh. Ngay cả Giang Yến cũng bất lực, em biết rồi, chị Linh, em không giống với điều chị nói đâu. Em chỉ cảm thấy Chu Dương không giống người bình thường thôi, còn chưa có tâm tư như thế. Giang Yến đay đẩy chị Linh, rất không hài lòng với lời nói vừa nãy của cô ấy, bĩu môi và hơi oán hận nói. Tốt, tốt,
tốt như thế là tốt nhất. Chị nói với em, đàn ông như Chu Dương hoàn toàn không phải là thứ tốt đẹp gì, rõ ràng đã có vợ, nhưng lại liếc mắt dự tình với sếp của công ty mình, Thẩm Bích Quân đó, em có biết không? Trinh là người dẹp chủ tịch của công ty Danh Dương, cấp trên của Chu Dương, luôn liếc mắt đưa tình với Chu Dương. Theo chị thấy, mối quan hệ giữa họ chắc chắn không bình thường. Đàn ông như Chu Dương đều có lòng đa tình như thế, càng không cần nói đến các cậu ấm trong những gia tộc lớn đó, ai nấy đều đa tình muốn chết. Điều đáng hận là trong nhà lại nói với chị, thực ra khi chị còn chưa sinh ra đã chỉ định hôn ước cho chị, em nói xem có buồn cười không? Chị Linh càng nói càng tức, thậm chí nói đến cuối. Cùng, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Những thứ khác còn dễ nói, nhưng trong gia tộc đột nhiên nói với cô, kỳ thực khi cô còn chưa ra đời, đã chỉ định hôn ước cho cô, điều này khiến Chi Linh hoàn toàn không chịu nổi, dứt khoát rời khỏi gia tộc, chạy đến Tinh Tương Tây, cũng xem như là thanh tịnh. May mắn là khi cô ấy nói những điều này, Chu Dương không có mặt. Nếu những lời này bị Chu Dương nghe thấy, nhất định sẽ kinh ngạc đến rất cả. Cầm, bởi vì chỉ cần từ những lời này, còn có thái độ của Giang Yên và nhiếp ảnh gia Rong Chiêu Đình dối với chị Linh, anh nhất định sẽ liên kết nghĩ đến chuyện của Trần Thể Hảo nói. Chi Linh này rất có khả năng là tiểu công chúa của thương gia rời khỏi thương gia ở thủ đô. Chị Linh, chị bây giờ bị những chuyện này làm tức đến choáng váng, nhìn thấy đàn ông liền không vui. Cho dù chị lại chống cự đi nữa, nhưng cũng phải biết đối phương rốt cuộc là ai chứ. Giang Yến cũng bắt đầu đặc biệt quan tâm khi nghe lời oán trách này của chị Linh. Giang Yến tất nhiên biết thân phận của chị Linh, hai người quen biết nhau từ rất lâu. Hơn nữa, khi cô du học ở nước ngoài đã từng gặp gỡ sống chung với chị Linh, vô cùng tin tưởng chị Linh. Nhưng cô vẫn rất nghi hoặc về sự xuất hiện đột ngột của chị Linh ở tỉnh Tương Tây, hơn nữa còn là tại Trường Sa. Không phải Giang Yến chưa từng hỏi, nhưng chị Linh luôn tránh nói vấn đề chính, hoàn toàn không trả lời những câu hỏi của Giang Yến. Đây cũng là lần đầu tiên Giang Yến nghe thấy chị Linh nói về chuyện này, là chỉ định hôn ước sao? Giang Yến cảm thấy hơi bất ngờ. Cô không ngờ bây giờ trong xã hội này, lại còn hành vi chỉ định hôn ước này. Lẽ nào phụ huynh của cả hai bên chưa từng suy nghĩ đến tính cách tương lai của con đối phương và con mình sao? Ngộ nhờ tính cách hai người trái ngược, hoàn toàn không phù hợp ở bên nhau, vậy thì cái gọi là chỉ định hôn ước, há không phải đang hãm hại người sao? Chị Linh, chị Chi nghe trong nhà nói như vậy, nhưng chị hoàn toàn không quen biết đối phương. Thậm chí, ngay cả người đó là ai, chị còn không biết. Làm sao chị biết đối phương không phù hợp với chị chứ? Hơn nữa, dựa vào gia thế của chị Linh Chi, chắc hẳn gia thế của đối phương nhất định sẽ không đơn giản đâu. Giang Yến chậm rãi nói, xem như là từ từ khuyên bảo chị Linh. Ôi, Tiểu Yến nhị ơi, có một số chuyện không xảy ra với em sẽ không có cảm giác đó. Không cần biết đối phương là ai, bây giờ, đối phương nên vui mừng vì chị không biết anh ta là ai. Nếu không, chị đầu tiên sẽ xông tìm đến nhà, tóm anh ta ra ngoài, tận tinh dạy dỗ một trận, xem hắn có giảm mơ tưởng đến chị Linh này nữa không. Chương 456, nơi thú vị. Với lại, từ trước khi chị sinh ra, bố mẹ anh ta đã bắt đầu mơ tưởng đến chị rồi. Dáng vẻ chị Linh ương ngạnh, ôm lấy vai Giang. Yến, cười ha ha nói. Giống như đột nhiên, những vấn đề và phiền phức mà cô ấy nghi hoặc, toàn bộ đều biến mất. Được thôi, chẳng qua bây giờ không còn sớm, em cần về nhà, chuẩn bị một chút. Chu Dương nói phải phối hợp tuyên truyền, em không thể không chuẩn bị gì được. Giang Yên cười nói, nhìn tay chị Linh đang để trên vai mình, hơi bất lực. Chị Linh này gì cũng tốt, nhưng lại thích lợi dụng sở soạn cô. Nhưng hai người đều là phụ nữ, có gì để lợi dụng sở soạn chứ? Giang Yến tự cảm thấy mình có cái gì thì chị Linh cũng có cái đó, thậm chí trong một số khía cạnh, thử mà chị Linh có còn tốt hơn và lớn hơn của cô ấy. Những chủ đề này hơi riêng tư, Giang Yến chưa từng nói với những người khác, cho dù là Chi Linh. Em đúng là không thể cứu được nữa, không nghe cậu ấy nói Giáng sinh mới cần em sao? Bây giờ em mới bao nhiêu tuổi, đừng ở nhà cả ngày, phải đi ra ngoài nhiều, mở mang kiến thức. Tối nay đi cùng chị đến một nơi, chị dẫn em đi chơi nơi thú vị. Chị Linh siết chặt cánh tay, khiến Giang Yến càng dựa gần mình hơn, rồi ghé sát tai Giang Yến, khế giọng nói, trong giọng nói đầy cảm dỗ. Nơi nào vậy, chị Linh, chị không thể tự mình đi sao? Giang Yến hơi khó xử, thực ra cô không có hứng thú với nơi thú vị và những điều thích thú của chị Linh nói. Nhưng không có cách nào, chị Linh đã nói như vậy,
Giang Yên tin rằng cho dù cô từ chối thế nào, cuối cùng, cô nhất định sẽ đi cùng với chị Linh. Chuyện này cho dù là ở trong nước hay nước ngoài đều đã xảy ra rất nhiều lần trước đây. Chị Linh vung vẫy nằm đầm nhỏ, trên mặt vô cùng tức giận, chồng có vẻ rất đáng yêu. Có điều, dáng vẻ này cũng chỉ có Giang Yến may mắn dự thấy Mốt Lan. Giang Yến nhìn thấy động điều này của chị Linh, cũng đành chiêu. Thành thật mà nói, Giang Yên có thể hiểu chuyện mà chị Linh gặp phải, nhưng lại không hề có sự đồng cảm gì. Mặc dù bố của cô, Giang Hành Nguyên từng có suy nghĩ kén rể cho cô, nhưng dẫu sao vẫn chưa thực. Hiện, với lại, bản thân cô có thể hoàn toàn nắm bắt được vận mệnh của mình, đồng thời không cần cái gọi là liên hôn gì đó để nâng cao địa vị và thân phận của mình. Hơn nữa, cô cảm thấy bây giờ cũng rất tốt, cho nên cũng chỉ hiểu rất ít về cái gọi là chỉ định hôn ước. Hừ hừ, Tiểu Yến Nhi, em đừng có nhìn chị bằng biểu cảm không tin tưởng này. Chị lần này đến Tinh Tương Tây là để chống đổi với gia đình, cũng buồn cười, bây giờ đã là thời đại gì rồi, còn đùa bằng thủ đoạn cổ xưa như chỉ định hôn ước. Lẽ nào bọn họ thực sự cho rằng chị vẫn còn là con nít sao? Chị Linh gằn giọng nói, rất rõ ràng là cô ấy vô cùng không hài lòng với sự sắp xếp và hành động đã từng làm của bố mẹ mình. Suy cho cùng, chị Linh cũng là một người rất yêu bản thân. Người phụ nữ xinh đẹp như cô ấy, làm sao có thể kết hôn với người mà mình chưa từng gặp, thậm chí còn không bịa dối phương là ai? Chị Linh này chưa từng thuộc về bất kỳ ai. Lẽ nào chị thực sự dự định ở lại tỉnh Tương Tây cả đời sao? Em tin rằng người nhà chị chắc chắn có cách có thể tìm thấy chị. Giang Yến khẽ nói, cô không bày tỏ thái độ về quyết định của chị Linh. Trên thực tế, cô cũng biết cho dù mình nói gì đi nữa, đều sẽ không thay đổi bất kỳ quyết định nào của chị Linh. Cho nên rất nhiều lúc, Giang Yến ở bên chị Linh, đóng vai một người im lặng lắng nghe. Dẫu sao chỉ cần một người nói nhiều là đủ rồi. Hừ, vậy đợi đến khi bọn họ tìm thấy chị lại nói tiếp, được rồi, đừng nghĩ về những điều đó nữa, đi thôi, bây giờ chúng ta chuẩn bị một chút, buổi tốt dẫn em đến nơi thú vị. Chị Linh cười ha ha nói, dường như hoàn toàn không để ý đến chuyện sau này, sau đó đứng dậy kéo Giang Yến, cười tủm tỉm đi xuống lầu. Khách sạn xong Hy Lai. Sau khi Chu Dương trở về khách sạn, nghĩ ngợi một hồi, rồi gửi tin nhân cho Trung Tâm Di, bảo cô ấy chuẩn bị, phối hợp với lịch trình thời gian của Giang Yến, làm tốt công việc tuyên truyền tiếp theo. Thông của Trương gia. Sau đó, Chu Dương dường như chỉ cần chờ thời gian chậm chậm trôi qua là được. Chu Dương, có ở đây không? Lúc này, Trần Thế Hào lại đột nhiên ngoài cửa phòng của Chu Dương. Có, sao vậy, xuất hiện bên. Chu Dương vội vàng mở cửa. Đón Trần Thế Hào vào phòng, lên tiếng hỏi. Chu Dương vẫn rất coi trọng việc Trần Thế Hào đột ngột xuất hiện đến tìm anh. Dẫu sao, thành thật mà nói, giữa anh và Trần Thế Hào vẫn kém một bậc về vai vế. Cho dù có danh nghĩa của Chu gia ở trên, Trần Thế Hào kỳ thực cũng không cần phải cung kính Chu Dương như vậy, chỉ cần hoàn thành bổn phận là được, giúp đỡ thỏa đáng cho Chu Dương. Cho nên khi thường không có việc gì, Trần Thế Hào sẽ không làm phiền Chu Dương, cũng sẽ không chủ động tìm Chu Dương. Bây giờ Trần Thế Hào đã tìm đến cửa, chứng tỏ nhất định có chuyện gì đó. Tất nhiên, chuyện này có thể lớn hoặc nhỏ, cho nên cần phải phân tích tỉ mỉ dựa trên tình huống cụ thể. Trần Thế Hào bước vào phòng, sau khi ngồi xuống, trên mặt khẽ mỉm cười, rõ ràng là tâm trạng vẫn đang tốt. Ít nhất, điều này rơi vào mắt của Chu Dương, có thể khiến anh yên tâm rất nhiều. Chu Dương bây giờ sợ Trần Thế Hào đột nhiên tìm mình, nói rằng bên thủ đô có biến động gì đó, hoặc nói thân phận của anh đã bị phát hiện. Chỉ cần không phải những chuyện này, hoặc là nói, chỉ cần không phải là tin xấu, Chu Dương vẫn rất chào đón Trần Thế Hào thường xuyên đến tìm mình, truyền dạy cho mình một số kinh nghiệm giải quyết công việc. Có thời gian chứ? Sau khi Trần Thế Hào ngồi xuống, mỉm cười hỏi một câu, cũng không nhìn Chu Dương có phản ứng gì. Tối nay có kịch hay ở trường xa, muốn dẫn cậu gì mà mang kiến thức, cũng coi như dễ cậu cảm nhận. Trước, những cậu ẩm gia tộc Lon đó có diệu bộ như nào, có hứng thú không? Ha, tình huống gì? Chu Dương bỗng chốc bị Trần Thế Hào khi gợi ứng thú anh không có hứng với cái gọi là diệu bộ gì đó của cậu ẩm gia tộc lớn, mà ngạc nhiên khi Trần Thế Hào đột ngột nói như vậy. Chương 457, chúng tôi cũng phải đi một. Anh nghĩ, Trần Thế Hào không giống một người rảnh rỗi đang đùa giỡn với người khác. Hơn nữa, lại làm ra vẻ thần bí như vậy. Thật giống như tối nay phải đi đâu đó để nắm tình hình quan trọng. Hi hi, cụ thể thế nào bây giờ tôi chưa nói được,
mà có nói ra chưa chắc cậu đã tin, yên tâm đi, chúng ta chỉ đi quan sát một chút, không phải nơi xấu xa gì đâu, cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, nếu quả thực không được nữa thì cậu có thể đưa Ngưu Xuyên đi cùng. Còn về những người khác, cậu xem thử có thể đưa theo mấy người, nhưng tốt nhất không nên đưa quá nhiều người đi cùng, tôi lo lắng đến lúc đó cậu không thể chăm sóc tốt cho bọn họ. Trần Thế Hào cười nói, sau khi nói xong thì đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lúc ông ấy sắp ra khỏi phòng, đột nhiên xoay người nói thêm một câu. Đúng rồi, tốt nhất cậu dừng dựa Thẩm Bích Quân. Và Tạ Linh Ngọc đi cùng, hai người phụ nữ đó mà đi theo, buổi tối chúng ta nhất định sẽ có không ít phiền toái. Phiền toái gì vậy, không thể cho chúng tôi đi cùng sao? Chỉ là, Trần Thế Hào vừa dứt lời, giọng điệu chất vấn của Thẩm Bích Quân đã lập tức truyền tới. Chu Dương rõ ràng nhìn thấy khóe miệng Trần Thế Hào khẽ co giật, hiển nhiên là cảm thấy bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Thẩm Bích Quân. Càng khiến người khác cảm thấy ớn lạnh chính là Thẩm Bích Quân đã nghe thấy lời ông ấy nói rồi mới bước tới, nhưng trái lại Trần Thế Hào không hề hấn gì, quan hệ giữa Thẩm Bích Quân và ông ấy không thân thiết lắm, ông ấy cũng có thể phớt lờ Thẩm Bích Quân. Được rồi, điều nên nói tôi đều đã nói cả rồi, tối nay tôi lại tới tìm cậu. Sau khi bỏ lại một câu, Trần Thế Hào di thẳng về phòng của Minh, Chí Khí gật đầu khi rổ diện với Thẩm Bích Quân, coi như chào hỏi, lúc này, Chu Dương ớt phản ứng lại, bản thân anh dường như đã bị Trần Thế Hào gài bẫy. Dĩ nhiên anh có thể không để ý tới cảm nhận của Thẩm Bích Quân, thậm chí có thể không cần phải giải thích gì với cô ấy. Nhưng Chu Dương không làm vậy. Thẩm Bích Quân không chỉ là cấp trên của anh, mà cô ấy còn có mối quan hệ rất tốt với vợ anh Tạ Linh Ngọc, thường xuyên dùng mối quan hệ này, nói nọ với Chu Dương, lập ra một vài điều khoản, để Chu Dương phải tuân thủ. Giống như bây giờ, Trần Thế Hào đã rời đi, nhưng sắc mặt Thẩm Bích Quân không tốt hơn là báo, cô nhìn chằm chằm vào Chu Dương. Thành thật khai báo, lúc nãy hai người vừa nói gì? Cái gì mà không thể đưa tôi và Linh Ngọc đi cùng, còn sợ chúng tôi gây phiền phức cho các người? Thẩm Bích Quân hùng hùng hổ hổ tiến lên mấy bước, ngẩng đầu nhìn Chu Dương đang đứng trước mặt, hung dữ chất vấn. Khuôn mặt Chu Dương tỏ vẻ bất lực, trong lòng thầm oán trách Trần Thế Hào hi hi, không có gì, chỉ thảo luận một chút về vấn đề tiếp theo của dự án chi nhánh thôi. Chu Dương trợn tròn mắt nói dối, căn bản không hề cảm thấy tội lỗi, tựa như chỉ có như vậy, mới giảm bảo tính chính xác nhất. Còn muốn lợi dụng những thử lác để lừa gạt. Qua mắt Thẩm Bích Quân thì cơ bản là không thể. Dẫu sao, Thẩm Bích Quân từ trước đến nay được xem là người luôn nhìn thấu mọi việc, truy xét từng tí một. Chu Dương, anh trợn mắt nói dối như vậy, trong lòng không cảm thấy áy náy hả? Hay là anh coi tôi như một đứa con nít 18, 19 tuổi mới lăn lộn ngoài xã hội không lâu, dễ bị lừa gạt như vậy sao? Thẩm Bích Quân căn bản không hề tin câu nói của Chu Dương, cô không lùi bước mà tiến thẳng về phía trước dồn ép Chu Dương vào phòng. Búp, dùng chân đá vào cánh cửa, ngay lập tức cửa phòng đóng kín lại. Lúc này trong phòng, chỉ còn lại hai người Chu Dương và Thẩm Bích Quân. Chu Dương dường như cảm nhận được tiếp theo, bản thân anh sắp rơi vào tình thế dầu sôi lửa bỏng, giây phút này, Chu Dương suy nghĩ rất nhiều thử, cuối cùng vẫn đưa ra quyết định. Được rồi, tôi nói, Trần Thế Hào bảo tối nay sẽ đưa tôi đến một nai thú vị chơi rùa một chút, còn bảo tôi đừng nói với hai người. Hết sức quả quyết. Chu Dương trực tiếp bán đứng Trần Thế Hào, nói ra toàn bộ những gì lúc này. Trần Thế Hào đã nói với anh tin rằng chỉ có như vậy, Thẩm Bích Quân mới có thể thật sự tin tưởng anh, không còn chút hoài nghi nào. Đồng thời lời nói này cũng khơi gợi hứng thú của Thẩm Bích Quân. Có điều thú vị, rốt cuộc là gì? Tại sao Trần Thế Hào lại nói với Chu Dương một cách lén lén lút lút như vậy, mà không dám nói ra? Trước mặt mọi người. Nghĩ đến cảnh bọn họ ra ngoài vào buổi tối, nhất thời, trong đầu Thẩm Bích Quân xuất hiện hàng loạt các hình ảnh. Giây kế tiếp, Thẩm Bích Quân bừng bừng sát khí, sự phẫn nộ tăng lên tột đỉnh. Chu Dương, anh có biết anh đang làm gì không? Anh đã là người có vợ rồi đấy. Lại còn có suy nghĩ đến những nơi như vậy. Rốt cuộc anh có biết xấu hổ là gì không? Hiển nhiên, Thẩm Bích Quân đã liên kết PV thủ vị mà Trần Thế Hảo nhắc đến với việc ra ngoài vào buổi tối lại với nhau. Tự nhiên sẽ nghĩ rằng bọn họ sẽ đi đến những Andy chơi bời truy lạc vào buổi CGM như hóp xem. Mặc dù bản thân Thẩm Bích Quân chưa từng đến hộp đêm, nhưng chắc hẳn những năm cô còn ở Thẩm gia, không ít lần đã nhìn thấy Thẩm Duy Ngôn đến đó. Nói không chừng, mẹ của Thẩm Trạch đã quen biết Thẩm Duy Ngôn ở trong hộp đêm,
sau đó trở thành vợ chính thức. Chu Dương đưa tay che trán, tất nhiên anh biết Thẩm Bích Quân đang suy nghĩ sai lệch. Ê ê ê, cô tỉnh táo lại chút đi, cô cảm thấy tôi và Trần Thế Hào thật sự sẽ đến những nơi như cô nghĩ sao? Huống hồ, ông ấy cũng chưa nói rốt cuộc là nơi nào, cô đừng có mà tưởng tượng phong phú như vậy được không? Chu Dương vội vàng phản bác, bằng không, nếu anh cứ một mực giữ yên lặng, không phản bác lại, nói không chừng trong đầu Thẩm Bích Quân đang nghĩ, bây giờ giờ anh đang làm chuyện xấu xa khiến người đời không ngừng oán hận. Dĩ nhiên, đối với Thẩm Bích Quân mà nói thì đó là chuyện xấu, còn trong mắt những người khác sẽ có những cái nhìn không giống nhau. Hừ, tối hôm nay, bất kể mấy người gì đâu, tôi và Linh Ngọc đều phải di cúng, mấy người không dược phớt lờ hai chúng tôi, nếu không, anh cử chờ đó mà xem. Sau khi nghe thấy Chu Dương nói như vậy, Thẩm Bích Quân lập tức loại bỏ những ý nghĩ không đứng đắn kia, hung hăng uy hiếp. Bây giờ cô căn bản không biết rốt cuộc Chu Dương và Trần Thế Hào đã nói với nhau những gì, còn về sự thẳng thắn của Chu Dương vừa nãy, Thẩm Bích Quân cũng chỉ tin một nửa. Nếu muốn biết tối nay bọn họ đi đâu làm gì thì vẫn phải đi theo mới được. Sau khi quyết định chủ ý, trong đầu Thẩm Bích Quân đã vạch ra sẵn một kế hoạch, đợi đến khi trở về sẽ thảo luận thật kỹ lưỡng với Tạ Linh Ngọc. Hoặc còn có thể nói với Tôn Liên và Trần Hân. Dù sao, cô ấy và Tạ Linh Ngọc đã có thể khống chế được Chu Dương. Tuy nhiên về phía Trần Thế Hào, e rằng chỉ có Trần Hân và Tôn Liên mới có thể kìm hãm được một chút. Dẫu sao, một người trung niên như Trần Thế Hào cũng không thể làm chuyện xấu xa bậy bạ gì trước mặt con gái và tình nhân cũ chứ. Hừ hừ, đây chính là kết quả của việc hai người đắc tội với Tô Thẩm Bích Quân. Thắm cười dịa hát đi, vội ý buông tay ra, không tiếp tục uy hiếp Chu Dương. Lời đã nói đến mức này, nên làm như thế nào, Thẩm Bích Quân tin rằng Chu Dương sẽ tự mình đưa ra lựa chọn. Nhìn Thẩm Bích Quân kiêu ngạo hất đầu rời khỏi phòng, Chu Dương cũng thấy bất lực. Anh căn bản không thể làm gì được Thẩm Bích Quân, cũng không thể xem thường khả năng của Thẩm Bích Quân. Dù Tạ Linh Ngọc không ở đây, Chu Dương cũng không thể xem lời Thẩm Bích Quân nói như gió thổi bên tai. Có điều, vui chuyện tối nay có khả năng sẽ bị làm hỏng. Nhưng Chu Dương cũng không để tâm lắm đến suy cho cùng, sẽ phát sinh chuyện gì, đến giờ. Chuyện này, anh còn chưa biết được. Chương 458, chúng tôi cũng phải đi. 2. Thời gian trôi qua rất nhanh, màn đêm lặng lẽ buông xuống. Đúng 7 giờ tối, Trần Thế Hào gõ cửa phòng. Chu Dương, đến đây. Chu Dương bất lực đứng dậy, ánh mắt không dám nhìn lung tung, chậm chậm bước ra, mở cửa một cách khó nhọc. Thấy Trần Thế Hào đang chuẩn bị nói chuyện, Chu Dương vội vàng cướp lời. Trần Tổng, ông tới rồi, mau vào đi, muộn như vậy. Rồi còn có chuyện gì sao? Chu Dương nói như vậy, cũng là bất đắc dĩ. Vốn đi anh nghĩ lúc sáng, Thẩm Bích Quân chỉ tùy ý nói vài câu, trên thực tế chẳng qua là không muốn anh ra ngoài chơi bởi chắc tảng. Nhưng chưa đến 6 giờ, trời còn chưa tối, Thẩm Bích Quân đã lôi kéo mấy người Tạ Linh Ngọc, Tôn Liên, Trần Hân cũng đến phòng anh. Đến tận bây giờ, mấy người bọn họ vẫn luôn nhìn chằm chằm Chu Dương, giống như đang giám sát anh. Chu Dương khóc không ra nước mắt, bị mấy người khoe cô nhìn chằm chằm đến khó chịu, như kiểu bản thân không mặc quần áo, rất mất tự nhiên. Giờ khó khăn lắm mới đợi được Trần Thế Hào đến, anh cũng không nghĩ nhiều, cứ kéo Trần Thế Hào vào trong trước đã, để ông ấy cũng phải chịu đựng một loạt ánh mắt dò xét. Trần Thế Hào mơ hồ bị Chu Dương kéo vào trong phòng, ban đầu hơi bối rối, không rõ tại sao Chu Dương làm như vậy. Tuy nhiên, khi ông ấy nhìn rõ mấy người trong phòng, lập tức cảm thấy ớn lạnh. Mặc dù ông ấy có kinh nghiệm phong phú, song nhìn thấy tình cảnh trước mắt này, cũng cảm thấy rất nan giải. Huống hồ, Tôn Liên và Trần Hân đều ở trong phòng. Một người nhìn ông với ánh mắt tràn ngập sự áy náy, thậm chí hơi hối hận. Người còn lại thì nét mặt không hề tin tưởng, trong mắt cũng ngập tràn sự thất vọng, tựa như anh hùng mà bản thân sùng bái nhiều năm, kỳ thực chỉ là một kẻ cặn bã. Nhưng ánh mắt cử nhìn chằm chằm như vậy, Trần Thế Hào không để tâm lắm, nhưng cũng không có cách nào thản nhiên tiếp nhận. Ờ, sao mọi người lại ở hết đây vậy, tìm Chu Dương có chuyện gì sao? Vậy tôi về trước, đợi mọi người nói chuyện xong, tôi lại đến. Không nghĩ ngợi gì, Trần Thế Hào lập tức chuẩn bị thoát thân, sau khi nói xong, cũng không dám nhìn ánh mắt của mấy người phụ nữ, trực tiếp xoay người chuẩn bị rời đi. Hoặc là nói, ông ấy đang quay người chuẩn bị chạy khỏi hiện trường. Bổ, lẽ nào bố định cứ thể rời đi sao? Chẳng lẽ bố không có gì để giải thích à?
Trần Thế Hào vừa xoay người, giọng nói của Trần Hân từ sau lưng cất lên. Nghe được sự bất mãn và hoài nghi trong lời nói này, còn có cả chút thất vọng, đột nhiên trong lòng Trần Thế Hào cảm thấy hỗn loạn. Cùng lúc đó, liếc mắt thấy Chu Dương nhếch môi cười, trong lòng Trần Thế Hào thầm mắng anh một trang. Ông ấy không ngờ Chu Dương lại tàn nhẫn diễn thế, vậy mà lại tập hợp mấy người phụ nữ này cùng một chỗ, đây lẽ não trinh là tót sất gì cũng phải chết. Chương 458, chúng tôi cũng phải đi một. Chung sao? Thủ đoạn lợi hại. Cảm thán trong lòng một câu, Trần Thế Hào bất đắc dĩ quay lại, chuẩn bị vỗ về cô con gái bảo bối của mình. Ông ấy không muốn hình tượng người bố tốt đẹp mà mình khổ tâm xây dựng gần 20 năm qua, bị hủy hoại trong chốc lát. Hân hân, bố không làm gì cả, con đừng nghe Chu Dương nói bậy. Lúc này, Trần Thế Hào một lần nữa cảm thấy mình cần phải hạn chế sự tiếp xúc giữa Chu Dương và Trần Hân. Nếu Trần Hân một mực nghe lời Chu Dương, vậy thì cảm tình giữa con gái với người bố như ông, rất có thể sẽ dẫn dần phai nhạt, thậm chí trở nên tệ hơn. Tới lúc đó, mọi chuyện cô ấy đều nói giúp cho Chu Dương, Trần Thế Hào không dám bảo đảm bản thân sẽ không làm ra chuyện gì tàn nhẫn. Bố, con mặc kệ, bây giờ con chỉ muốn nghe bố nói một câu, có phải bố thật sự dã thương lượng? Xong với anh Chu Dương, tối nay sẽ đi làm chuyện sâng bậy. Anh mắt Trần Hân ma hỏ, nót mặt lúc này như thế nếu Trần Thế Hào không khai báo, bành thật, cô sẽ khóc luôn ở đây. Lần này, không chỉ Trần Thế Hào choáng váng, mà cả Chu Dương cũng sững sờ. Vốn dĩ anh không ngờ, Trần Hân lại có thủ đoạn này. Điều này không hề phù hợp với tính cách của cô ấy mà. Đột nhiên, Chu Dương nhìn thấy Thẩm Bích Quân giơ ngón cái với Trần Hân. Ngay sau đó, mọi nghi hoặc trong lòng Chu Dương đều được lý giải. Căn bản Trần Hân không phải là người như vậy, thì ra Thẩm Bích Quân giở trò sau lưng, là cô ấy chỉ cách cho Trần Hân làm thế. Còn về mục đích, không hề đơn giản, cô ấy đang muốn thúc ép Trần Thế Hào chủ động khai báo. Hân hân, bố là người như thế nào, con còn không rõ sao? Bố sao có thể làm chuyện như vậy? Còn mấy người, tôi biết bây giờ mấy người nhất định không hề tin tưởng, cho dù tôi và Chu Dương có nói gì, mấy người cũng sẽ nghi hoặc. Trần Thế Hào không biết phải làm sao, nhìn thời gian, phát hiện sắp đến giờ, quyết định trực tiếp ngả bài với mấy người này. Dù sao, tối nay ông ấy cũng không có ý định dựa Chu Dương làm chuyện hại người, nếu như mấy người phụ nữ nhất quyết đòi đi cùng, vậy thì cùng đi cũng được. Dẫu sao, có ông ấy, có Chu Dương, còn có cả Ngưu Xuyên, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nếu đã như vậy, mấy người đi cùng chúng tôi là được, để cho mấy người xem thử, tôi và Chu Dương rốt cuộc muốn làm gì. Trần Thế Hào nói xong, liếc mắt nhìn Chu Dương. Ra ám hiệu, giục anh một câu bảo đảm. Chu Dương nhận được ám hiệu, đương nhiên cũng nhanh chóng tiếp lời Trần Thế Hào. Không sai, dù sao tối nay mọi người cũng không có việc gì, vậy thì đi cùng chúng tôi xem thử, có tôi và Xuyên Tử đó, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài. Chu Dương cười nói, trên tế trong lòng. Mang Trần Thế Hào không biết bao lần, mặc dù Trần Thế Hào cũng được xem là bể trên của anh, hơn nữa trong một thời gian dài, cũng đã giúp đỡ anh không. Nhưng mọi chuyện hôm nay, là do ban sáng Trần Thế Hào gây. Nói gì mà giữa anh di nơi cùng thủ vị vui vẻ. Bị Thẩm Bích Quân nghe thấy, đương nhiên không thể bình an vô sự. Có điều may là chuyện này, chỉ có mấy người trong số bọn họ nghe được, những người khác vẫn chưa biết. Nếu không, sẽ xảy ra chuyện gì, Chu Dương căn bản không có cách kiểm soát. Ha ha, đây là tự anh nói nha. Không phải là chúng tôi ép anh, hứ, nhìn kiểu này, bây giờ các anh cũng nên chuẩn bị đi rồi nhỉ. Vậy thì đưa chúng tôi đi cùng đi. Thẩm Bích Quân cười nói, kéo tay Tạ Linh Ngọc và Trần Hân, đắc ý đứng dậy, đi thẳng ra cửa. Như thể mọi thứ trước đó chưa hề tồn tại. Ngay lập tức, bốn người phụ nữ rời khỏi căn phòng, đi xuống cầu thang. Trong phòng, hai người Chu Dương và Trần Thế Hào đưa mắt nhìn nhau, Trần Thế Hào thậm chí còn trừng mắt với Chu Dương. Đi thôi, có lòng tốt đưa cậu gì mở mang kiến thức mà giờ lại thành ra thế này. Trần Thế Hào phẫn nộ nói, cũng nhanh chóng rời. Gì? Chu Dương vô cùng bất đắc dĩ, cảm thấy thật sự bất lực về chuyện Thẩm Bích Quân đột nhiên đưa những người khác đến phòng mình, hơn nữa anh cũng không biết phải làm sao. Anh cũng không thể đuổi người ra khỏi phòng. Được. Hơn nữa, Tạ Linh Ngọc cũng đi cùng. Làm như vậy, dường như không thích hợp lắm, đoàn người nhanh chóng tập hợp lại,
vì có tất cả 6 người, nên đi 2 chiếc xe. Mà 2 chiếc xe này đều do Tôn Liên chuẩn bị. Dẫu sao, Tương Tây cũng là địa bàn của Tôn Liên, sắp xếp vài chiếc xe, cho dù là xe sang trọng, cũng không thành vấn đề với bà ấy. Ngay sau đó, một chiếc Aston Martin và một chiếc Bentley, chậm chậm rời khỏi bãi đỗ xe dưới tầng hầm khách sạn. Chương 459, phòng bán đấu giá tư nhân. Cùng lúc đó, ở Giang Gia, Giang Yến sửa soạn một chút, hẹn địa điểm gặp gỡ với chị Linh xong, cũng đi ra ngoài. Thậm chí, cô không nói với bất kỳ ai. Trải qua những chuyện trước đó, người giúp việc ở Giang Gia cùng không dám hỏi đến chuyện của Giang Yến, chỉ là sau khi cô rời khỏi Giang Gia, họ nhanh chóng thông báo tin tức này cho Giang Hành Nguyên. Bằng không, một khi Giang Hành Nguyên tự mình phát hiện ra không thấy Giang Yến, lại còn là ban đêm, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Không bao lâu, Giang Yến đã gặp được chị Linh. Khi chị Linh nhìn thấy Giang Yến, ánh mắt bỗng nhiên sáng rực lên. Cô chỉ nói Giang Yến trang điểm nhẹ nhàng chút, nhưng thật không ngờ phong cách trang điểm của Giang Yến lại tốt như vậy, khiến cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cho dù trang điểm không đậm, nhưng loại cảm giác thanh thuần này khiến người đã quen nhìn phụ nữ trang điểm đậm như chị Linh cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Tiểu Yến à, không tệ nha, em như vậy thật đúng là mê hoặc lòng người. Trước giờ vốn dĩ quen biết, chị Linh không hề kiêng dè, trực tiếp vòng tay qua vai ôm lấy Giang Yến. Ngón tay trượt nhẹ trên đôi vai trần của Giang Yến. Cảm nhận được sự nhẵn nhụi và mịn màng từ ngón tay, trong lòng chị Linh đắc ý. Cô cảm thấy lần này mình tìm Giang Yến đến, có lẽ là quyết định chính xác. Vừa đúng lúc, tối nay có một hoạt động khá hay, đưa Giang Yến đi thể nghiệm chút. Dẫu sao, dựa vào thân phận và địa vị của Giang Yến bây giờ, sợ là chưa từng tiếp xúc với hoạt động kiểu này. Giang Yến nhìn mấy ngón tay đang di chuyển lung tung trên vai mình, sau đó liếc nhìn chị Linh, ánh mắt tràn đầy sự lên án. Nhưng chị Linh ngoảnh mặt làm ngơ, tựa như không hề thấy được bất mãn của Giang Yến, vui vẻ lái xe, nhanh chóng đưa Giang Yến đến điểm hẹn. Lúc này, phía đông thành phố Trường Sa, trong một trang viên rất đẹp, giờ khắc này vô cùng náo nhiệt. Bên ngoài trang viên xe cộ đi đến tấp nập. Nếu có ai nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ rất kinh ngạc. Bởi vì, tất cả những chiếc xe dừng bên ngoài trang viên này đều là những chiếc xe hạng sang. Hơn nữa, chiếc xe kém nhất, sợ rằng cũng phải hơn 1 triệu tệ. Còn loại xe sang trọng đẳng cấp, lại càng nhiều không đếm xuể. Thậm chí, ở giữa vòng xe, một chiếc Rolls Royce Phantom dừng ở bên trong, được bao quanh bởi hàng vạn chiếc xe hạng sang tựa như tôn thờ. Kể cả những người lái xe hạng sang, sau khi xuống xe, nhìn thấy chiếc Phantom này, cũng phải thốt lên kinh ngạc, ánh mắt say mê. Nhóm người Chu Dương lái xe về phía trang viên, vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy không ít những chiếc xe hạng sang liên tục lướt qua. Mặc dù, Hoa Hạ có rất nhiều xe hạng sang, cũng có rất nhiều người có thể mua được xe đắt tiền. Nhưng có nhiều lúc, rất hiếm thấy cả một đoàn người lái xe hạng sang như vậy. Cho dù nhìn thấy, cũng sẽ chụp ảnh lại, gửi lên trang cá nhân, khoe khoang một phen. Nhưng bây giờ, lúc này ở đây, cái gọi là xe hạng sang này, dường như vốn dĩ không hề đáng tiền, có thể thấy ở khắp nơi. Hơn nữa, đối với chủ sở hữu xe, thậm chí đó chẳng là gì cả, chỉ giống như một món đồ chơi bình thường. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Sao lại có nhiều người quá vậy? Hơn nữa còn nhiều xe hạng sang thế này. Giờ phút này, mọi người đều hoang mang. Ngay cả Chu Dương, cũng nghi hoặc, nhìn Trần Thế Hào, dáng vẻ chờ nghe một lời giải thích. Dẫu sao, Trần Thế Hào chỉ nói với anh là tối nay sẽ đưa anh đi chơi, nhưng không nói cụ thể là gì. Ha ha, đây là hội bán đấu giá ngầm ở Trường Sa, bình thường không mở cửa, nhưng hôm nay nghe nói có đồ tốt, cho nên mới đặc biệt mở bán. Trần Thế Hào cười nói, cũng không hề giấu giếm, nói rõ ràng mục đích mình đến đây ngày hôm nay. Lúc này, Chu Dương cũng mới biết, ở Trường Sa này, lại có nơi tổ chức đấu giá ngầm. Hơn nữa, theo cách nói của Trần Thế Hào, nơi đấu giá này thuộc sở hữu cá nhân, bình thường không sử dụng, thậm chí, người biết đến sự tồn tại của nó, cũng vô cùng ít. Ít nhất, Chu Dương trước giờ chưa từng nghe Trương Kiệt nói bất cứ điều gì về nơi đấu giá ngầm này. Lẽ nào thân phận của Trương Kiệt không đủ? Vậy những người khác của Trương Gia, Trương Thái Viêm, còn cả Trương Luân và Trương Anh thì sao? Bọn họ có biết hay không? Đừng suy nghĩ lung tung nữa, ở Tương Tây, sợ là cũng chỉ có người của 5 đại gia tộc mới biết, suy cho cùng nơi đấu giá ngầm này cũng ở Tương Tây, mấy đại gia tộc này đương nhiên không thể không biết gì. Nhưng cho dù là vậy, trong 5 gia tộc lớn,
người biết đến nơi đấu giá ngầm này, cũng cực ít, theo tin tức tôi thăm dò được, hình như chỉ có gia chủ của năm đại gia tộc mới biết đến nơi này. Ngoài ra, không có gia tộc nào khác ở Tương Tây biết về chỗ này. Những người mọi người thấy ở đây, hầu như đều từ nơi khác đến, trong số đó, phần lớn đến từ thủ đô, đây cũng là nguyên nhân tôi đưa mọi người đến, mấy người đến từ thủ đô này, toàn bộ đều là con cháu của đại gia tộc, ít nhất, cũng là gia tộc nhị lưu như Trần Gia. Tất nhiên, tôi cũng từng nói với mọi người, Trần Gia ở thủ đô chỉ tính là gia tộc nhị lưu, nhưng đến Tương Tây, cũng không hề kém năm đại gia tộc ở đây. Trần Thế Hào tiếp tục nói, giúp Chu Dương giải quyết không ít nghi vấn trong lòng. Mấy người Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc, Tôn Liên và Trần Hân cũng gật đầu, cũng có thêm chút hiểu biết về nơi này. Có điều Chu Dương lại chú ý đến, dường như Tôn Liên hiểu rõ hơn về nơi này, lúc Trần Thế Hào giải thích, bà ấy không hề tập trung. Không giống với Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc và Trần Hân, nét mặt ngạc nhiên, sau đó tỏ vẻ thì ra là vậy. Giống như lời Trần Thế Hào nói, Tôn Liên đã biết từ trước. Hôm nay rốt cuộc có thứ đồ gì tốt, có thể khiến nơi này mở cửa lần nữa. Chu Dương tò mò hỏi. Dù sao, có thể thu hút nhiều người đến như vậy, nhất định là thứ hiếm thấy, chí ít, trên thế giới này sợ là có rất ít, thậm chí là duy nhất. Ha ha, bây giờ rất khó nói, tôi cũng không rõ cụ thể là thứ gì, chỉ là trước đây nghe được chút tin tức từ chỗ bạn bè, chờ chúng ta vào bên trong, lập tức sẽ biết thôi. Trần Thế Hào lắc đầu, từ tốn nói. Chu Dương không cảm thấy Trần Thế Hào đang che giấu điều gì, dẫu sao thấy được hàng loạt những chiếc xe hạng sang ở đây, anh biết rằng người có thể tới nơi này đều không phải kẻ tầm thường. Ngay sau đó, mấy người Chu Dương đến trước cửa trang viên, theo chỉ dẫn của người gác cổng, mấy người dừng xe. Đi nào, đây là vé vào cửa tôi nhờ người tìm được. Trần Thế Hào từ trong túi lấy ra một tấm vé, chỉ cần nhìn thiết kế, cũng thấy rất thời thượng, đồng thời còn có cảm giác thần bí. Bởi vì có vé vào cửa, nên mấy người bước vào trang viên mà không hề gặp trở ngại gì. Chu Dương cũng không hỏi nhiều, một tấm vé này, có thể đưa theo bao nhiêu người vào. Dẫu sao, trang viên như thế này, nhất định vô cùng tôn kính với khách, đẳng cấp hiển nhiên hoàn toàn khác biệt với bữa tiệc ở Giang Gia. Chương 460, gặp người quen. 1. Cái gọi là một tấm vé cổng chỉ có thể vào một người, chẳng qua chỉ là hành động vô cùng sai sót. Hễ là một số câu lạc bộ hay bữa tiệc cao cấp hàng đầu, có một tấm vé thì đại diện cho thân phận cao quý của bạn, đương nhiên có quyền dẫn theo những người bạn đồng hành. Mấy người họ bước vào trang viên, khung cảnh trước mắt chợt sáng lên. Mặc dù là ban đêm, nhưng trong trang viên ánh đèn sáng rực, chẳng khác ban ngày là bao. Không giống với trang trí trong trang viện của Giang Gia, Trương Gia và Trần Gia, khi vừa bắt đầu. Bước vào là một rừng cây, rừng tre hoặc là rừng thông. Trang viên này, ngay khi bước vào, trước mặt có một quảng trường rộng lớn. Lúc này, có khoảng mấy trăm người đứng trong. Quảng trường. Chu Dương nhìn thấy, phát hiện hầu hết đều là người trẻ tuổi, cùng có một số người gần bằng tuổi với Trần Thế Hào, nhưng rất ít, mà còn rất khiêm tốn. Đương nhiên, sẽ không thiếu những người phụ nữ xinh đẹp ở nơi như vậy. Chu Dương nhìn sơ qua, phát hiện có ít nhất gần 20 người đẹp, chấm điểm đánh giá những người có thể từ 8 điểm trở lên. Có điều, Chu Dương chưa kịp nhìn hết, thì bị Thẩm Bích Quân thô bạo ngăn chặn, khiến anh phải thu hồi ánh mắt. Đi thôi, chúng ta tìm một nơi để nghỉ ngơi trước. Cuộc đấu giá đoán chừng phải đợi đến 9 giờ mới bắt đầu. Trần Thế Hào cười nói, dẫn dấu đi về một nơi. Mấy người Chu Dương cũng đành phải cùng đi. Theo. Dẫu sao, bọn họ quả thực không quen thuộc với nơi này, cũng không hiểu các quy tắc ở đây. Nếu làm chuyện xấu gì đó trái với quy tắc khiến người đứng ra tổ chức bất mãn, vậy thì được một mất mu đi. SDN nữa, bây giờ còn chưa đến 9 giờ, cách thời điểm bắt đầu vẫn còn một khoảng thời gian không ngắn, nghỉ ngơi một chút cũng là bình thường. Mọi người nhìn những người này, mặc dù đều rất trẻ tuổi, nhưng hầu hết đều là đối thủ cạnh tranh của người thừa kế có quyền lực trong gia tộc họ. Nếu không, bọn họ sẽ không thể có được vé cổng để vào. Trần Thế Hào chỉ vào những người trẻ tuổi xung quanh, nhỏ giọng giải thích. Còn với những người gần bằng tuổi tôi, đoán chừng đã là gia chủ của gia tộc rồi, dẫu sao thế hệ già bây giờ đoán rằng đang tận hưởng hạnh phúc, hoặc là chỉ ngồi không ở nhà. Chu Dương gật đầu, theo lời giải thích của Trần Thế Hào, anh cũng có sự phân chia đại khái về những người có mặt ở đây rốt cuộc là ai. Tùy ý chọn một người trong số những người này, e rằng đều có sự tồn tại như Trương Luân và Trương Anh ở Tương Tây.
Còn về Trương Kiệt, trong mắt giám người ở đây, có thể chỉ là một cậu ấm chơi bời lêu lổng. Có điều, Trương gia là một trong năm gia tộc lớn ở tỉnh Tương Tây, hai người Trương Luân và Trương Anh vẫn có một chút sức ảnh hưởng ở tỉnh Tương Tây. Lễ ra bọn họ nên sẽ đến. Tuy nhiên Chu Dương đã tìm cả nửa ngày cũng không phát hiện bất kỳ người quen nào. Thậm chí, ngay cả Dư gia, Đồ gia, Đường gia và Giang gia cũng không xuất hiện. Tại sao không nhìn thấy người của tỉnh Tương Tây, lẽ nào bọn họ không biết sao? Chu Dương nói ra nghi hoặc trong lòng. Có thể phải muộn hơn chút, hoặc bọn họ đã đến từ lâu, nhưng không ở nơi này, đợi đến 9 giờ, cậu sẽ biết. Trần Thế Hào không nói nhiều, dường như đã nhìn thấy một người quen, vô thức đứng dậy, đi về phía không xa. Chu Dương cũng nhìn thấy Trần Thế Hào đi đến trước mặt một người trung niên, mỉm cười chào hỏi đối phương, hơn nữa còn đập vào ngực nhau. Xem ra, mối quan hệ của họ rất tốt, lẽ nào vé vào cổng của Trần Thế Hào được lấy từ trong tay người đó? Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng Chu Dương lại cảm thấy trôi qua thật chậm. Bởi vì không có người quen ở dây, mà anh phải đối mặt với ánh mắt dò xét và giám sát của Thẩm Bích Quân, khiến anh không thể tùy ý nhìn lung tung, đặc biệt là những người phụ nữ xinh đẹp đó, cho nên dường như mỗi giây, theo Chu Dương thấy, dòng như là một giờ. Trong nháy mắt, Chu Dương cảm thấy sự kiên nhẫn của anh đã bị mất sạch. Đột nhiên, đôi mắt của Chu Dương sáng lên, trong lòng cũng chợt kinh ngạc. Cuối cùng anh cũng thấy một người quen. Có điều người quen này không phải là Trương Kiệt, cũng không phải là kẻ có thù với anh. Mà là Giang Yến. Bên cạnh Giang Yến, chính là chị Linh. Chu Dương, anh đang nhìn gì vậy, không muốn đôi mắt này nữa à? Bích Quân tức giận đe dọa, vừa nhìn thấy ánh mắt này của Chu Dương, trong lòng cô cảm thấy rất không thoải. Điều khiến cô càng tức giận hơn là cô không ngờ có nhiều phụ nữ xinh đẹp đây như vậy. Mặc dù vô cùng tự tin vào bản thân và Tạ Linh nhưng quả thực có nhiều cô gái xinh đẹp ở. Mặc dù đều không bằng cô và Tạ Linh Ngọc, nhưng cũng không kém quả. Điều quan trọng nhất là, số lượng phụ nữ xinh đẹp nhiều, mà còn mặc hơi ít, rất nhiều người mặc rất mát qua có thể thấy một số chí không thể miêu. Cho dù Thẩm Bích Quân có năng lực kháng cự với những điều đó, lúc này trên mặt cũng hơi đỏ. Trên thực tế, trong lòng Thẩm Bích Quân đã thầm mắng Trần Thế Hào và Chu Dương được một lúc. Mặc dù họ hứa thể đảm bảo, tuyệt đối không có thứ gì đó không thể diễn tả được. Nhưng những chuyện trước mắt vẫn khiến Thẩm Bích Quân cảm thấy áp lực to lớn. Bây giờ Chu Dương lại giống như nhìn thấy thứ gì đó rất nổi trội, đôi mắt gần như phát sáng, mãnh liệt nhìn về một hướng, đương nhiên gây ra sự bất mãn trong lòng Thẩm Bích Quân. Vừa ngăn Chu Dương nhìn lung tung, Thẩm Bích Quân vừa nhìn theo ánh mắt của Chu Dương. Giây tiếp theo, Thẩm Bích Quân cảm thấy hồi hộp. Ngạc nhiên. Sao có thể là cô ấy? Dĩ nhiên Thẩm Bích Quân quen biết Giang Yên, hơn nữa cô càng biết về thân phận của Giang Yên. Nhưng cô tuyệt đối không ngờ Giang Yến vậy mà cũng sẽ xuất hiện ở Andy này. Trần Thế Hảo vừa này không phải mới nói, những người trẻ tuổi có thể đến dây hầu hết là TNG cử viên. Cho người thừa kế gia tộc của riêng họ sao? Lẽ nào Giang Yến là ứng cử viên của Giang gia? Sao? Thẩm Bích Quân cũng nhìn thấy chị Linh. Nhưng Thẩm Bích Quân không có nhiều lòng thù địch với chị Linh cho lắm. Dẫu sao, sau lần đầu tiên Thẩm Bích Quân gặp chị Linh, quay về phân tích cẩn thận, trong lòng đã hiểu hơn nhiều về tính cách của cô ấy, cảm thấy rất yên tâm về chị Linh nên bỏ qua sự cảnh giác. Sao cô ấy lại đến đây? Thẩm Bích Quân khẽ cằn nhằn. Ai đến đây? Giọng nói này đương nhiên không tránh khỏi tại của Tạ Linh Ngọc. Tạ Linh Ngọc cũng rất tò mò, cô ấy trong miệng của Thẩm Bích Quân rốt cuộc là ai? Hơn nữa lắng nghe giọng điệu, hình như rất không vui với việc đối phương đã đến đây. Này, người gió ở giảng kia, dại tiểu thư của Giang gia, con gái duy nhất của Giang Hành Nguyên, Giang Yến. Thẩm Bích Quân bất lực cho tay vào Giang Yên, là cô ấy. Tạ Linh Ngọc hơi ngạc nhiên, nhìn Giang Yên, trong lòng chợt cảm thấy kinh ngạc. Tạ Linh Ngọc đương nhiên biết Giang Yến, cũng biết chuyện Giang Yến đảm nhiệm vai trò người đại diện hình ảnh của công ty Danh Dương. Hơn nữa, Tạ Linh Ngọc càng hiểu rõ về tiếng tăm của Giang Yên ở Tinh Tương Tây. Tạ Linh Ngọc trước giờ không cho rằng mình và Giang Yến cùng thuộc một nhóm người, cũng không cho rằng giữa các cô sẽ có mối liên hệ. Không ngờ hôm nay lại có thể gặp Giang Yến ở có điều, chuyện này chắc không có mối liên quan. Đây, gì với bọn họ mới đúng. Suy cho cùng, bên cạnh Giang Yến cũng có người, mà bọn họ đi theo Trần Thế Hảo dến dây, hai bên chắc hẳn không được xem là cùng một nhóm người đâu.
Chương 461, gặp người quen. 2. Ôi, Linh Ngọc Di, thần kinh của cô quả thực quá chậm chạp, lẽ nào cô không nhận ra Giang Yến này đang nhìn chằm chằm vào Chu Dương sao? Một khi cô lơ là không chú ý, cô ấy có thể cướp mất Chu Dương khỏi tay cô đấy. Nhìn thấy dáng vẻ của Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân biết cô ấy không quan tâm lắm tới Giang Yến. Chính xác thì dẫu sao giữa hai bên cũng chỉ có duyên gặp một lần, đương nhiên không thể nói đến việc để tâm đến đối phương. Nhưng Thẩm Bích Quân sực thực phải nghiêm túc nhắc nhở Tạ Linh Ngọc, Giang Yến này có dụng ý xấu ha. Nếu không, với địa vị và thân phận của Giang Yến, tiếng tăm vang dội ở tỉnh Thương Tây, tại sao phải vội vàng làm người đại diện hình ảnh này cho công ty Danh Dương chứ? Nếu bởi vì Tiến, Tham Bích Quản không cho rằng Chu Dương có thể cho có ấy bao nhiêu Tiến, lẽ nào còn có thể so Tiến với Giang ra sao? Nếu nói về tiếng tăm, Thẩm Bích Quân ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng lại khinh bỉ. Rốt cuộc là ai đang lợi dụng tiếng tăm của ai đây? Danh tiếng của Giang Yến tại Tinh Tương Tây, lẽ nào lại nhỏ hơn công ty Danh Dương sao? Lần này, mời Giang Yến đảm nhiệm vai trò người đại diện quảng cáo, ngoài phương diện hình ảnh thì tiếng tăm của Giang Yến cũng là nguyên nhân rất lớn. Cũng giống như các công ty khác mời một số người nổi tiếng làm người đại diện hình ảnh, không phải muốn nhờ vào danh tiếng của đối phương để nâng cao độ nổi tiếng của công ty mình, để nhiều người biết đến công ty của họ sao? Công ty Danh Dương đương nhiên cũng có suy nghĩ như vậy, cho nên Giang Yến đồng ý với yêu cầu của Chu Dương, theo quan điểm của Thẩm Bích Quân, chính là có dụng ý xấu xa, tâm ý mưu đồ làm loạn. Trong số tất cả những thứ mà công ty Danh Dương có ở tỉnh Tương Tây, có thể khiến Giang Yến có mưu đó, Thẩm Bích Quân nghĩ tới nghĩ lui, cũng. Chỉ có Chu Dung giàu sau bọn họ trước đây đã từng gặp mặt, hơn nữa mối quan lộ cười như không bị ảnh hưởng bởi an oán giữa Giang gia và Chu Dương. Là thế sao, Chu Dương sẽ không bị cướp dễ dàng như vậy đâu, tôi tin tưởng anh ấy. Tạ Linh Ngọc khẽ cười nói. Trên thực tế, mặc dù cô có vẻ thờ ở với Chu Đừng, không quan tâm đến điều gì. Không để ý Chu Dương trò chuyện hay thân thiết với ai, cũng sẽ không quan tâm Chu Dương có phải quen biết với người phụ nữ xinh đẹp nào không. Bởi vì trong lòng cô, Chu Dương trước sau đều là một người đáng tin cậy. Hơn nữa, lần này đến tỉnh Tương Tây, ban đầu là Chu Dương dẫn cô đến để thư giãn. Mặc dù có rất nhiều chuyện xảy ra ở giữa, nhưng Tạ Linh Ngọc lại không bị bất kỳ tổn thương nào. Ngược lại, cô chỉ coi mình như một khán giả, nhìn Chu Dương khuấy động mưa gió ở tỉnh Thương Tây, trong lòng cũng cảm thấy thú vị. Loại cảm giác này rất khó để người khác hiểu được, cho dù là Thẩm Bích Quân bởi vì đặt quá nhiều chú ý vào Chu Dương, nên cũng không thể hiếu dước. Ôi, cô thật sự hết thuốc chữa giói, có điều cô yên tâm. Tôi sẽ giúp cô quan sát thật kỹ Chu Dương, không để anh ấy làm càn. Thẩm Bích Quân chợt vỏ nhe vào trán, cảm thấy bất lực, nói. Khi nhóm người Chu Dương nhìn thấy Giang Yến, Giang Yến cũng ngay lập tức cảm nhận thấy nhiều ánh mắt đang quan sát mình. Trong số đó, đương nhiên có mấy người Chu Dương, là Chu Dương. Trong lòng Giang Yến vui mừng, theo bản năng. Muốn đi đến bên Chu Dương, cô không ngờ mình đi cùng chị Linh. Lại gặp được Chu Dương. Đến nơi này, chị Linh rõ ràng từng nói nơi này, cho dù là năm gia tộc lớn ở tỉnh Thương Tây, cũng chỉ có ít người biết. Đến khoảnh khắc nhìn thấy Chu Dương, suy nghĩ bình thường nhật nên là sao Chu Dương lại ở đây. Mà Giang Yến hoàn toàn không có suy nghĩ này, thậm chí không để ý Chu Dương dẫn theo nhiều người đến đây. Ngoại trừ Tôn Liên hơi lớn tuổi, bất kể là Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc hay Trần Hân, đều đang trong độ tuổi rực rỡ. Hơn nữa còn là người cực kỳ xinh đẹp. Sự tồn tại như vậy, giặt ở bất cứ đâu, đều sẽ trở thành tâm điểm của mọi người. Thế nhưng, dường như vì người ở nơi này có địa vị rất cao, không có nhiều nhu cầu với người đẹp, thêm vào đó, ở đây cũng có nhiều người đẹp, mặc dù không tuyệt đẹp như Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc, nhưng cũng có thể nhìn vừa mắt. Bởi vì mấy người Thẩm Bích Quân đi cùng với Trần Thế Hào và Chu Dương, rõ ràng là hoa đã có chủ. Người biết điều tất nhiên đều hiểu, sẽ không tùy tiện tiến tới làm phiền. Còn về việc có gặp người không biết điều hay không, mọi người đều là người thông minh, người có thể đến đây, thể lực sau lưng sẽ không yếu, không ai biết tình hình bên trong của đối phương là gì, ngộ nhỡ đắc tội nhân vật lớn, rất có thể mang lại tai họa cho gia tộc mình. Cho nên, cho dù những người không biết điều cũng phải kiềm chế mình lại. Ít nhất, không thể làm cản ở nơi này. Tiểu Yến Nhi, em đi dâu thế. Thích hợp của Giang Yến, vội vàng kéo chặt cô, không để cô ấy chạy lung tung. Chị Linh nhanh chóng phát hiện dáng vẻ không. Nếu xung đột với người nào đó,
có bối cảnh lớn manh, thì có thế ngay cả cô cũng không thể xử lý. Dẫu sao, giám người ở đây cũng có người đến từ 4 gia tộc lớn ở thủ đô, những người dò rất có thể sẽ không nể mặt cô. Với lại cô cũng không muốn để lộ thân phận của mình ở đây, nếu không người ở thủ đô sẽ nhanh chóng tìm đến đây, nếu như thế, cuộc sống thoải mái tự do của cô sợ là sẽ kết thúc. Chu Dương ở đằng kia, em đi chào hỏi anh ấy. Giang Yến cười nói, nụ cười trên mặt không thể che giấu. Cậu ta sao lại ở đây? Không thể nào. Trong lòng chị Linh ngạc nhiên, phủ nhận theo bản năng, nhưng sau khi nhìn theo ánh mắt của Giang Yến, lập tức sững sờ. Vậy mà thật sự là Chu Dương. Ngay sau đó, một dấu hỏi cực lớn xuất hiện trong đầu của chị Linh. Làm thế nào Chu Dương vào được đây, hơn nữa? Còn dẫn theo nhiều người như thế. Nhìn dáng vẻ này kết hợp với một vài tin tức chi linh tự mình thăm dò, đừng nói là Chu Dương, cho dù người bên cạnh anh cũng không rủ Diêu Kiến Dễ. Đến nơi này nếu thật sự phải nói nghiêm túc, dường như chỉ có Trương gia. Thế nhưng, cho dù là Trương gia cũng sẽ không lãng phí vé vào cổng quý giá, để Chu Dương đến, hơn nữa lại dẫn theo nhiều người phụ nữ đến đây. Gương mặt chị Linh tối sầm lại, cô cảm thấy mình hơi có thành kiến với Chu Dương, cần phải nhận thức kỷ Chu Dương lần nữa. Nếu không phải bởi vì Trương gia, thì sau lưng Chu Dương có thể có gia cảnh lớn, mà ngay cả cô cũng không thể điều tra ra. Hoặc Chu Dương quen biết nhân vật lớn nào đó, có thể tùy tiện đưa ra nhiều quyền lợi để Chu Dương dẫn người vào. Nhưng cho dù là loại nào, chị Linh cũng không thể tiếp tục tỏ thái độ thù địch rõ ràng với Chu Dương như thế nữa. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chị Linh bị phân tâm, Giang Yến đã đi đến trước mặt Chu Dương. Chu Dương, không ngờ đến đây còn có thể gặp được anh. Giang Yến mỉm cười nói, biểu cảm trên khuôn mặt võ cùng tự nhiên, nụ cười xuất phát từ trái tim, không phải là giả. Sau đó, Giang Yến cũng chào hỏi với Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc, Trần Ha và Tôn Liên. Cô ấy không phải là người cây đỡ úc hiếp người khác, hơn nữa cung vô cũng chân thành với bạn bè. Cô đã coi Chu Dương là bạn mình, vậy thì 4 người phụ nữ Thẩm Bích Quân đã đi cùng Chu Dương, Giang Yến đương nhiên cũng cư xử với bọn họ như những người bạn. Mặc dù giữa hai bên có thể không đến mức là bạn bè thân thiết, nhưng Giang Yến vẫn biết lễ độ. Chương 462, ruồi nhặng. Hi hi, Giang Yến tiểu thư đến cùng chị Linh sao? Trong chớp mắt, Chu Dương đã nghĩ đến rất nhiều khả năng. Khả năng duy nhất chính là Giang Yến đến cùng chị Linh, nếu không những người khác của Giang gia không thể không xuất hiện ở đây. Như vậy, thân phận của chị Linh này rất có vấn đề. Trần Thế Hào đã từng nói, người có thể đến đây đều là con cháu của đại gia tộc. 5 gia tộc lớn của Tương Tây, e rằng đã là điều kiện thấp nhất rồi. Như vậy, gia cảnh của chị Linh rất có thể còn lớn mạnh hơn Giang gia. Trong lúc nhất thời, Chu Dương càng thêm hiếu kỳ với thân phận thật sự của chị Linh. Nhưng anh sẽ không biểu hiện ra ngay, anh cũng không lo lắng chị Linh ở cùng Giang Yến có phải là có mục đích khác hay không. Nhìn từ góc độ bây giờ của Chu Dương, chị Linh vô cùng chân thành với Giang Yến, hơn nữa dù hơi kỳ lạ, nhưng tổng thể thì sẽ không ép buộc Giang Yến làm chuyện cô không thích. Ừ, tôi đến cùng chị Linh, tôi còn tưởng rằng tối nay sẽ rất nhàm chán, không ngờ sẽ gặp được anh ở đây. Giang Yến tỏ ra vô cùng thoải mái. Nói chuyện với Chu Dương cũng hoàn toàn không có chút ngăn cách. Giống như bọn họ là bạn bè cũ quen biết nhiều năm, xa nhau mấy năm gặp lại, dù hơi xa lạ, nhưng rất nhanh lại trở nên thân thuộc. Chu Dương cũng không cố tỏ ra mình không quen thân với Giang Yến, mà rất hào phóng mời Giang Yến và chị Linh đến ngồi cạnh mình. Đúng rồi, Chu Dương, anh biết ở đây sẽ tổ chức gì không? Tôi thấy có không ít người, hơn nữa dường như đều rất có địa vị, tôi đã hỏi chị Linh. Nhưng chị ấy không nói với tôi. Trò chuyện một hồi, bỗng nhiên Giang Yến nghiêng đầu hỏi, trên gương mặt đầy sự tò mò, đôi mắt sáng rực, đầy mong chờ nhìn Chu Dương. Ồ, chị Linh không nói cho cô biết sao? Ngay lúc này, Chu Dương hơi kinh ngạc. Anh vội liếc nhìn chị Linh, phát hiện chị Linh đang trừng mắt nhìn mình, trong lòng cảm thấy hơi buồn cười. Vốn dĩ anh cho rằng, nếu đã là chị Linh đưa Giang Yến đến đây, ít nhất cũng giới thiệu sơ lược với Giang Yến về tình hình. Nhưng bây giờ xem ra, chị Linh không giải thích với Giang Yến, hoặc bản thân chị Linh căn bản cũng không biết nhiều, không có cách nào giải thích với Giang Yến. Chu Dương không biết sốt cuộc vì lý do gì, nhưng nếu Giang Yến đã tự đến hỏi mình, vậy đương nhiên anh sẽ không từ chối. Vừa hay ban nãy Trần Thế Hào đã giải thích với anh, cũng nói rõ một chút về tình hình ở đây. Thật ra,
tôi cũng không rõ lắm, cũng chỉ là nghe người khác nói. Chu Dương chậm rãi nhắc lại những lời Trần Thế Hào vừa nói với Giang Yến, đồng thời cũng không tránh né chị Linh. Ngộ nhỡ chị Linh không biết, cũng vừa hay có thể cùng nghe, giảm bớt thời gian Chu Dương phải giải thích nhiều lần. Đại khái tình hình chính là như vậy, nhưng bây giờ cách lúc ra mắt còn một khoảng thời gian, phải đến 9 giờ mới bắt đầu. Chu Dương liếc nhìn đồng hồ, phát hiện bây giờ còn khoảng nửa tiếng là đến 9 giờ. Mà nửa tiếng này, mặc dù nhìn qua thì có lẽ rất ngắn, nhưng ở đây lại rõ ràng dài đằng đẵng. Dù sao, ở đây nhiều người như vậy, Chu Dương cũng không quen biết ai, mấy người bọn họ dù có thể trò chuyện, lẽ nào cứ lúng túng suốt nửa tiếng hay sao? Vậy cũng còn may, nửa tiếng rất nhanh sẽ trôi qua thôi. Chỉ là, đối với Chu Dương mà nói, nửa tiếng vô cùng dài, khiến anh cảm thấy vô vị. Nhưng Giang Yến lại cảm thấy nửa tiếng rất ngắn, chớp mắt đã trôi qua. Mấy người đẹp, có gì cần giúp đỡ không? Đúng lúc này, một âm thanh vô cùng không thích hợp đột nhiên vang lên. Vốn dĩ đang trò chuyện rất thoải mái, mấy người Chu Dương nhìn sang người vừa lên tiếng làm phiền bọn họ. Chu Dương hơi híp mắt, nhìn người bên cạnh đang nói chuyện với mình, trong lòng thầm cười khinh bỉ. Anh biết trong trường hợp này mặc dù mọi người đều là người có thân phận, sẽ nhẫn nại kiềm chế ở mức độ nhất định, cố gắng không gây rắc rối. Nhưng rừng lớn thì loài chim nào cũng có. Ở đây nhiều người như vậy, khó tránh khỏi việc xuất hiện vài tên nhóc ăn chơi trác tán, không quản lý được bản thân, chạy đến làm phiền người khác. Chu Dương còn cho rằng bọn họ sẽ không gặp phải, không ngờ ban đầu không gặp, nhưng từ lúc Giang Yến đến bên cạnh bọn họ, rất nhanh đã xuất hiện một tên. Thật ra, từ khi Giang Yến và chị Linh vừa xuất hiện, Chu Dương đã nhận ra có vài ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cơ thể hai người họ. Có điều, cho đến bây giờ, nhiều ánh mắt như vậy, nhưng cũng không làm gì, ngoại trừ một tên trước mắt này. Khoác trên người bộ vest thắt cà vạt, đi giày da, ăn mặc rất cao cấp, có khí chất, vừa nhìn đã biết là một người thành đạt. Hơn nữa, không chỉ có bộ dạng trẻ trung, mà còn vô cùng anh tuấn. Nhìn từ góc độ của Chu Dương, nếu người này tham gia chương trình tuyển chọn người mẫu, nhất định có thể được ra mắt nhanh chóng, hơn nữa sẽ nhận được không ít fan hâm mộ yêu thích và theo đuổi. Nhưng lúc này, hắn lại có dáng vẻ hơi lòe loẹt, khiến Chu Dương có cảm giác buồn nôn. Không, đừng cản đường. Chu Dương còn chưa lên tiếng, chị Linh đã là người đầu tiên mất kiên nhẫn, liên tục xua tay với hắn, giống như đang xua đuổi loài ruồi nhặng. Thấy vậy, Chu Dương cũng không làm gì, chỉ lặng lặng nhìn biểu hiện của chị Linh. Nếu chị Linh đã có lựa chọn của mình, vậy Chu Dương đương nhiên cũng vui vẻ nhìn chị Linh phát huy. Hơn nữa, Chu Dương thật sự vẫn chưa xác định được chị Linh sẽ ứng phó với hắn ta như thế nào. Phải biết rằng, chỉ với lời nói và động tác của chị Linh vừa nãy, thì đã thể hiện rõ ý muốn khiêu khích. Nếu như đối phương thật sự muốn gây chuyện, đây có thể chính là chứng cứ có sẵn. Còn về việc bắt chuyện của hắn, vào lúc này có vẻ như không còn quan trọng nữa. Dù sao mọi người đều là người có thân phận, trò chuyện với nhau, làm quen một chút, căn bản cũng không phải gì to tát. Ha ha, người đẹp nói đùa rồi, tôi không ngăn cản chuyện gì của mọi người, chỉ là nhìn thấy mọi người hình như không quen thuộc với nơi này, vì thế có lòng tốt qua hỏi thăm xem có chỗ nào cần giúp đỡ hay không. Hắn ta dường như không để ý hành động vừa nãy của chị Linh, ngược lại còn rất kiên trì tiếp tục giải thích. Hơn nữa, nhìn thấy không ai lên tiếng phản đối nữa, hắn giống như có được sự cho phép, cười ha ha bắt đầu giới thiệu nơi này và hoạt động tiếp theo sẽ được tổ chức ở đây. Có điều, hắn nói quá nhiều, đến mức sau khi bản thân cảm thấy miệng lưỡi hơi khô, đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng lắm. Mấy người trước mắt này hình như không có phản ứng gì. Không nói đến kinh ngạc cảm thán, mà ngay cả một chút tò mò cũng không có. Ngay lập tức, một dấu chấm hỏi cực lớn hiện lên trong đầu hắn. Lẽ nào mấy người này đều đã vô cùng quen thuộc chỗ này rồi sao? Chắc không phải vậy chứ, vừa nãy rõ ràng mình nhìn thấy bọn họ rất tò mò về nơi này, còn nhìn trái nhìn phải, thậm chí còn chỉ trỏ trỏ một vài nơi, lộ rõ dáng vẻ nhà quê. Nếu đã như vậy, tại sao bọn họ dường như không có chút hứng thú nào với lời nói vừa nãy của mình chứ? Chương 463, gây rối. Hi hi, có lẽ những lời tôi vừa nói chưa được rõ ràng lắm, tôi xin tự giới thiệu trước. Tôi tên Phương Lỗi, đến từ Phương gia ở thủ đô, không biết các cô gái xinh đẹp đây đến từ đâu. Phương Lỗi cười hi hi nói, thực ra ánh mắt luôn chăm chú nhìn trên người Giang Yến, Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc, chị Linh, còn cả Trần Hân.
Còn Tôn Liên do nguyên nhân tuổi tác nên bị Phương Lỗi tự động loại trừ. Năm người đẹp này, Phương Lỗi ngay từ đầu đã chú ý đến. Lúc đầu, vốn chỉ có ba người là Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc và Trần Hân, nhưng sau đó, sau khi Giang Yến đến liền có thêm hai người nữa. Phương Lỗi không nhìn được mà trực tiếp tiến lên phía trước chào hỏi, muốn mượn cớ làm quen, nói không chừng tối nay lại có thể hẹn hò với một người đẹp. Mà Phương Lỗi vô cùng đắc ý đối với thân phận của bản thân. Hắn ta đến đây gần nửa ngày, cũng có sự hiểu biết cơ bản đối với những người tới đây. Thân phận của những người này, hắn ta đương nhiên đã đi nghe ngóng rõ ràng. Ví dụ như Giang Yến, từ một người bạn ở đây, hắn ta biết được cô là người của Giang gia ở Tương Tây. Trước mặt Phương gia, mặc dù Giang gia cũng xem như không tệ, nhưng thực tế lại là một chuyện khác, không cao không thấp, chỉ đủ Phương gia liếc nhìn. Còn những cô gái khác, trong mắt Phương Lỗi, đều rất thân thiết với Giang Yến, đại khái cũng đều là người Tương Tây. Mà năm gia tộc lớn của Tương Tây, theo như Phương Lỗi xem xét, không có gia tộc nào mà hắn cần kiêng dè không được đắc tội. Đương nhiên, nếu như muốn đắc tội cũng cần cân nhắc có đáng hay không. Mà bây giờ, nếu có thể cùng với một hai cô gái xinh đẹp có một cuộc hẹn hò, một lần khó quên, đối với Phương Lỗi mà nói, cho dù có đắc tội với tất cả bọn họ, cũng xứng đáng. Huống hồ, hắn ta chỉ nói tên tuổi của Phương gia ở thủ đô, trong tình huống bình thường, không ai có thể giữ được bình tĩnh. Tình huống như thế này, Phương Lỗi đã gặp qua không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa nhờ vào danh tiếng của Phương gia, hắn cũng không biết đã hẹn hò cùng với biết bao cô gái xinh đẹp. Chỉ là, Phương Lỗi nhìn những người thờ ơ trước mặt, nhất thời đờ đẫn. Sao lại không có phản ứng? Sự kích động đâu? Sự sùng bái đâu? Phương Lỗi hơi bối rối. Tại sao phản ứng của những người trước mặt này hoàn toàn không giống với những người trước kia hắn ta gặp? Thậm chí, bọn họ không chỉ không có bất cứ sự sùng bái nào, ngược lại còn tỏ ra khinh miệt. Ha ha, Phương Lỗi của Phương gia, chưa nghe nói đến. Chị Linh nói với vẻ khinh bỉ, ngữ điệu đầy vẻ chán ghét, như thể bản thân lên tiếng nói chuyện với Phương Lỗi, chính là đã vô cùng hạ thấp mình. Cô, hừ, tôi nói cho cô biết, tôi nói tôi đến từ Phương gia ở thủ đô. Các cô nói chuyện nên chú ý đến lời nói chút, cô gái xinh đẹp này là Giang Yến của Giang gia đúng không? Nếu như các cô đều là bạn của Giang tiểu thư, tôi dĩ nhiên sẽ không tính toán, chỉ là, cho dù các cô là bạn của Giang tiểu thư thì nói chuyện cũng phải suy nghĩ cho kỹ, có những lời, có những người, không phải các cô có thể tùy tiện nói, tùy tiện đắc tội đâu. Giọng điệu Phương Lỗi lạnh lùng, rõ ràng những lời chị Linh vừa nói khiến cho hắn ta vô cùng tức giận. Thậm chí hắn ta đã nghe thấy sự khinh thường trong giọng điệu của chị Linh. Nhưng Phương Lỗi tự cảm thấy bản thân là một người rộng lượng, sẽ không tính toán với chị Linh. 2. Con người thời nay, còn thực sự cho rằng bản thân trên mặt dát vàng, hay là nói, hắn ta cho rằng trên thế giới này bản thân là lớn nhất sao? Chị Linh lạnh lùng nói, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Phương Lỗi, đã có chút ớn lạnh. Nếu như Phương Lỗi lại không biết mà rút lui, ở đây nói những lời càn quấy. Chị Linh cũng không khách sáo cho hắn ta biết hậu quả. Đối với Phương gia gì đó ở thủ đô, thành thật mà nói, chị Linh thật sự không biết, cũng chưa từng nghe. Suy cho cùng có lẽ chỉ là một gia tộc hạng hai ở thủ đô mà thôi. Cô! Sắc mặt Phương Lỗi tối sầm lại, ánh mắt sắc bén. Cô cái gì mà cô, chính cậu nói lời thừa thãi, ở đây lại nhải nhiều lần, không chịu an phận. Nhưng chị Linh vốn dĩ không cho Phương Lỗi cơ hội nói tiếp. Đột nhiên đứng dậy, đối diện Phương Lỗi mắng chửi một trận. Thậm chí, chị Linh trực tiếp ra tay, gõ liên tục vào đầu Phương Lỗi, như thể coi đầu Phương Lỗi là một con cá gỗ. Ha ha, được rồi, chị Linh, trừng phạt qua loa như vậy đủ rồi, ở đây rất nhiều người, ảnh hưởng đến họ thì không tốt lắm. Chu Dương nói một cách bất lực, chỉ có thể khuyên chị Linh, ít nhất không nên chuyện bé xé ra to. Dẫu sao bất kỳ ai ở đây, đều có thể đến từ đại gia tộc. Hơn nữa tên Phương Lỗi này, cũng đã tự mình nói rõ thân phận rồi. Phương gia ở thủ đô, nghe thì giống như dọa người, có điều xem bộ dạng này, có lẽ cũng là con của gia tộc nhất nhì, ngang hàng với Trần gia. Mặc dù có thể ở Tương Tây này, Phương gia có lực lượng nhất định, nhưng đối với Chu gia mà nói, không cần để ý lắm. Dù gì anh đối với Phương gia cũng không có bất cứ quan hệ nào, không cần thiết nhìn sắc mặt của họ. Hừ, loại người này, thực lực không có. Chỉ lợi dụng tên tuổi của gia tộc ra ngoài làm bậy, đáng ghét. Dạy cho hắn ta một trận cũng đáng. Chị Linh lạnh lùng khịt mũi, cũng không tiếp tục xử lý Phương Lỗi, mặc dù vừa nãy mắng hắn ta một trận gay gắt,
Hơn nữa, nhìn bộ dạng này, cô căn bản không quan tâm Phương Lỗi, thậm chí là không để ý đến Phương gia. Được rồi, chị Linh, đừng chấp nhặt với hắn nữa. Giang Yến cười nói, cô cũng không muốn làm lớn chuyện, dẫu sao từ miệng của Chu Dương, cô cũng hiểu sơ qua về tình hình ở đây, bất kể là ai cũng đều có thể đến từ một gia tộc không thua kém gì Giang gia. Thực ra không phải Giang Yến sợ gây rắc rối, mà bản thân tính cách cô đã như thế, không muốn gây rắc rối, cũng không sợ xảy ra chuyện. Các người, thật láo xược. Mấy người Chu Dương ở bên này nói chuyện, hoàn toàn không để ý đến Phương Lỗi đang nhìn mình, giống như Phương Lỗi căn bản không tồn tại. Hành vi không tôn trọng người khác, cuối cùng khiến Phương Lỗi không nhịn được, hét lớn. Giọng nói của Phương Lỗi không nhỏ, đương nhiên thu hút sự chú ý của không ít người. Trong chốc lát, có hơn 10 người nhìn về phía bên này, chậm rãi đi tới, dường như muốn xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dẫu sao, còn khoảng nửa tiếng nữa mới tới 9 giờ, nếu trước khi buổi đấu giá bắt đầu, có sự việc náo nhiệt nào đó, bọn họ đương nhiên sẽ không từ chối tới xem. Nơi Chu Dương đang đứng nhanh chóng tập trung hơn 10 mấy người, hơn nữa ai nấy đều vô cùng trẻ tuổi, nhiều nhất cũng không quá 30. Này, không phải là Phương Lỗi sao? Cậu ta ở đây làm gì? Chương 464, Dương Triều Đình đổ mồ hôi lạnh. Mọi người chợt cười ồ lên. Cút! Nhưng chị Linh lại đáp lại họ bằng một từ như thế, khuôn mặt thiếu kiên nhẫn, như thể cô ấy rất khó chịu khi có nhiều người xung quanh cô như vậy. Chu Dương cảm nhận được tâm trạng của chị Linh, anh nghĩ tốt nhất vẫn nên kiểm soát mọi thứ. Được rồi, chuyện này không liên quan gì đến mọi người, chúng tôi cũng không có ý định làm quen với các vị, mọi người cũng nên tự giải tán đi. Chu Dương cười nói, cố gắng hết sức để cư xử bình thường, bình dị gần gũi. Ha ha, thật buồn cười, mày là cái thá gì mà dám nói chuyện với chúng tao như thế? Đúng thế, mày là cái thá gì? Cái loại còn chưa từng đặt chân đến thủ đô, từ nơi quê mùa nào chạy đến nơi này, cho rằng bản thân mình đã đến được đây, thì giỏi lắm hả? Nói cho mày biết, loại nhà quê như mày, trong mắt bọn tao, còn không bằng cái rắm. Ha ha, những lời này của anh Lý thật có đạo lý. Những người chưa từng đặt chân tới thủ đô thì tất nhiên không thể so sánh với chúng ta rồi. Tôi nói rồi, nếu bọn họ có mâu thuẫn với Phương Lỗi, mà chúng ta với Phương Lỗi tốt xấu gì cũng quen biết nhau, có nên giúp Phương Lỗi một chút không? Có người lên tiếng đề nghị, lập tức, mọi người đều háo hức muốn thử, xắn tay áo lên. Tôi khuyên các cậu tốt nhất nên kiềm chế, nếu không hậu quả các cậu không thể tưởng được đâu. Chị Linh hàm ý sâu xa liếc nhìn mọi người, miệng khẽ nhếch lên. Khuôn mặt đầy mỉa mai. Mà biểu hiện như vậy trong mắt mọi người không thể nghi ngờ gì chính là một sự khiêu khích. Đột nhiên, mọi người không thể nhẫn nại được nữa, la hét lao về phía trước để dạy cho Chu Dương một bài học. Động tĩnh ở đây càng lúc càng lớn, thu hút sự chú ý của nhiều người hơn. Hừ, anh em chúng tao đã nể mặt các người, muốn cho mấy cô em xinh đẹp chơi cùng các anh em, vậy mà không ngờ bọn mày lại không biết giữ thể diện, còn chửi bới tao, bây giờ... Sự tình đã không đơn giản như thế. Đúng vậy, giờ tao cho bọn mày hai sự lựa chọn, một là lập tức quỳ xuống và xin lỗi chúng tao, sau đó để lại một vài người đẹp, hai là hôm nay đừng hòng rời khỏi đây. Đột nhiên, một vài người vây quanh Chu Dương. Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Nhưng Chu Dương không hề để ý, có anh và Ngưu Xuyên ở đây, anh căn bản không lo lắng về mối đe dọa từ những cậu ấm yếu đuối này. Chuyện gì xảy ra thế này? Lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ bên ngoài đám đông. Chu Dương ngạc nhiên, anh nhận ra có chút quen thuộc với giọng nói này, như thể anh đã nghe thấy nó ở đâu đó. Anh cũng nhận thấy khuôn mặt của chị Linh đột nhiên thả lỏng, dường như chủ nhân của giọng nói này đến đây, cô sẽ bình yên vô sự, cũng không cần ra tay. Những người khác tự nhiên cũng chú ý đến giọng nói này, ngay lập tức tìm người nói. Đây không phải là người của Dương gia sao? Đúng vậy. Dương Triều Đình là người của Dương gia ở thủ đô. Tại sao anh ta lại ở đây? Không biết, trước đây nghe nói anh ta có nhiệm vụ gì đó ở tỉnh Tương Tây. Dù sao bây giờ không phải hắn đang làm nghề chụp ảnh gì đó sao? Nghe nói đã giành được một giải thưởng ở nước ngoài. Có người nhận ra người vừa lên tiếng, đúng là Dương Triều Đình. Khi những người vây quanh Chu Dương nhìn thấy Dương Triều Đình, khí thế ngay lập tức giảm xuống rất nhiều. Anh Dương! Tại sao anh lại ở đây? Anh Dương, ở đây xảy ra chút chuyện nhỏ, chúng tôi sẽ nhanh chóng giải quyết, không làm phiền đến anh. Ha ha, anh Dương. Anh Dương.
Sắc mặt Dương Chiêu Đình lạnh lùng, trừng mắt nhìn những người này, khoang mũi của hắn đột nhiên phát ra một tiếng hừ nhẹ. Từ trước đến nay hắn luôn khinh thường những người này. Đó chỉ là một đám người chơi bời lêu lổng, không làm được việc gì, chỉ có thể ở bên ngoài cáo giả oai hùng thôi. Tôi thấy bên này có động tĩnh không nhỏ, nên lại đây xem thử. Dương Chiêu Đình lạnh lùng nói, nếu ở đây có người nhận ra hắn, vậy thì nhất định phải đến từ thủ đô, hắn cũng không quan tâm. Vì vậy, sau khi nói vài câu, đang chuẩn bị quay người đi thẳng. Dù sao cũng chẳng liên quan gì đến hắn, hắn cũng không muốn dây dưa gì với nhóm người này. Tiểu Đình Đình, cậu cứ rời đi như vậy sao? Dương Chiêu Đình vừa mới quay lưng bỏ đi, đột nhiên một giọng nói chán ghét vang lên từ phía sau. Trong nháy mắt, cơ thể của Dương Chiêu Đình cứng đờ, khóe miệng khẽ co giật run rẩy, chật vật quay lại, nhìn về phía đám đông, sắc mặt cũng đầy kinh ngạc. Giọng nói này, ngữ khí này, còn ai ngoài người đó? Nhưng, tại sao người đó lại ở đây? Không phải chị ấy từ trước đến nay luôn không thích những nơi như vậy sao? Dương Chiêu Đình quay lại một cách khổ sở, đẩy một vài người ngăn trước mặt ra, liếc mắt nhìn thấy chị Linh đang ngồi phía trước. Ngoài chị Linh, còn có một số người khác dường như đi cùng nhau, hơn nữa trong đó có vài người Dương Chiêu Đình cũng có chút ấn tượng, hình như lúc trước chị Linh đã từng tìm mình để chụp ảnh cho mấy người đó. Tuy nhiên, tình hình trước mắt thế nào? Chị Linh bị bao vây bởi một nhóm những người không biết danh tính và địa vị của chị ấy, hơn nữa còn la hét bắt chị Linh phải giải thích hoặc ở lại với bọn họ. Dương Chiêu Đình giận dữ thầm gào thét trong lòng. Cứ cho là chị Linh ở lại thì các người dám ra tay với chị ấy sao? Chỉ sợ rằng trước khi các người làm điều đó, chị Linh sẽ tự mình nghiền nát từng bàn tay của các người. Nghĩ đến hậu quả khi chị Linh tức giận, Dương Chiêu Đình đột nhiên cảm thấy ớn lạnh sau lưng. Ban đầu chuyện này cũng không liên quan gì đến hắn, đáng lẽ hắn không nên đi đến xem, bây giờ thì tốt rồi, vấn đề cần xem đã ở đây. Nếu bây giờ hắn xoay người đi, tất nhiên sẽ không có vấn đề gì, nhưng chắc chắn sẽ khiến chị Linh cảm thấy khó chịu và cũng coi thường bản thân hắn. Nếu truyền đến thủ đô, chắc chắn sẽ đắc tội không ít người. Nghĩ đến đây, Dương Chiêu Đình nghiến răng nghiến lợi, quay đầu lại nhìn những người xung quanh một cách tàn nhẫn, khuôn mặt lạnh như băng. Các người đang làm gì vậy? Các người có biết mình đang làm gì không? Dương Chiêu Đình lớn tiếng quát lên, khuôn mặt vô cùng u ám. Mọi người nhìn vào đều biết rằng Dương Chiêu Đình đang thực sự tức giận, mà sự tức giận này không hề nhẹ, giống như một con hổ bị sờ vào mông, những người đứng trước mặt đều là kẻ thù. Chuyện gì thế này? Đúng vậy, anh Dương, anh đang làm gì vậy? Chúng tôi chưa đắc tội gì với anh, phải không? Đúng vậy, chúng tôi không đắc tội với anh, tại sao anh lại nổi nóng với chúng tôi chứ? Đột nhiên, những người này thấy bất mãn. Mặc dù mọi người đều tôn trọng Dương Chiêu Đình, nhưng cũng chỉ vì gia tộc của Dương Chiêu Đình. Nhìn bề ngoài, mọi người đều bày tỏ sự tôn trọng, song trên thực tế, cũng chả có sự trao đổi lợi ích nào. Cùng lắm là mọi người đều nể mặt Dương Chiêu Đình, sẽ không làm gì có hại cho hắn ta. Nhưng bây giờ, rõ ràng tất cả mọi người chẳng làm gì cả, Dương Chiêu Đình vừa đến, lại nổi nóng với bọn họ, đổi lại là bất kỳ ai thì cũng không thể không phát cáu. Cho nên, lần này mọi người đều khó chịu. Đúng vậy. Dương Chiêu Đình đến từ Dương gia một gia tộc thượng lưu ở thủ đô, thực lực mạnh hơn nhiều so với gia tộc bọn họ. Nhưng một khi bọn họ liên hợp cùng nhau, ngay cả khi đối mặt với Dương gia, căn bản cũng không hề sợ hãi. Đột nhiên, có người nhận ra Phương Lỗi, cười chế nhạo nói. Một người vừa nhắc đến hắn thì nhiều người dường như cũng nhận ra Phương Lỗi. Đúng đó, đây không phải Phương Lỗi của Phương gia ở thủ đô sao? Sao lại ở đây tán gái thế này? Ha ha. Còn tán gái, cậu ở thủ đô làm cho người ta có bầu, hiện giờ sự việc vẫn chưa thu xếp xong, chạy đến tương Tây, vẫn còn muốn bắt chuyện với người đẹp, chẳng lẽ không sợ người ta tìm đến cửa sao? Các người đẹp à, đi theo Phương Lỗi không có tiền đồ đâu, chi bằng suy nghĩ, theo chúng tôi vui chơi, chí ít cũng không sợ hãi như khi ở cùng với Phương Lỗi. Ha ha, các cô gái xinh đẹp có muốn lưu lại phương thức liên lạc, mọi người làm quen một chút không? Chương 465, chuyện nhỏ trong vài phút thôi. Ha ha, tôi làm gì ư? Tôi đang muốn hỏi các người có biết các người đang làm gì không? Các người không muốn sống nữa sao? Nếu nghĩ rằng mình đã sống quá lâu, có thể nói thẳng ra, tôi sẽ nói với gia tộc các người. Dương Chiêu Đình cười khẩy nói, đến tận bây giờ, nhóm người này vẫn chưa nhận ra họ đã đắc tội với ai. Có điều,
Sau khi suy nghĩ lại, Dương Chiêu Đình cũng có thể hiểu tâm trạng của bọn họ. Suy cho cùng, tất cả họ đều đến từ gia tộc nhị lưu ở thủ đô, không biết rõ về danh tính của chị Linh cũng là điều bình thường. Nhưng bất kể lý do là gì, nếu đã đắc tội với chị Linh thì nhất định phải giải thích rõ ràng. Lời giải thích này, nếu bây giờ họ không nói ra, thì nói không chừng chị Linh sẽ tìm tới gia tộc của họ. Lúc đó, sợ rằng không chỉ bằng một lời giải thích thông thường là có thể giải quyết được. Dương Chiêu Đình, anh thế này là có ý gì, nói rõ ràng ra đi. Phương Lỗi cười nhếch môi nói. Từ trước đến nay hắn cũng không qua lại nhiều với Dương Chiêu Đình, chỉ có vài lần nói chuyện không cùng quan điểm ở nơi đông người, vì vậy hắn cũng không kiêng dè hay sợ hãi gì khi đối diện với Dương Chiêu Đình. Đắc tội thì đắc tội thôi, chẳng có vấn đề gì to tát lắm. Dù sao ở thủ đô, Phương gia của hắn cũng là gia tộc nhị lưu, nên cũng không sợ Dương gia. Đúng vậy, ngay cả khi anh là người Dương gia, cũng đừng hòng dựa vào một hai câu nói là có thể tống cổ bọn tôi. Hừ, tôi nghĩ e rằng anh ta cũng đã nhìn chúng những người đẹp này, muốn dở cho anh hùng cứu mỹ nhân, rồi ôm người đẹp về đấy. Dương Chiêu Đình, đừng quên, anh ở thủ đô, đã có vợ chưa cưới. Nếu bọn tôi nói với Tiểu Lạt Tiêu những chuyện anh hoa bướm bên ngoài, anh nghĩ điều gì sẽ xảy ra với anh? Có Phương Lỗi dẫn đầu, những người khác dường như đã tìm được sức mạnh, tự tin lên tiếng trêu chọc. Những người vừa khúm núm, khách sáo chào hỏi lịch sự, mở miệng ra là anh Dương khi nhìn thấy Dương Chiêu Đình, bây giờ như hoàn toàn biến thành người khác. Thật là một đám ngu xuẩn, các cậu cho rằng Phương Lỗi vì sao lại dám nói chuyện với tôi như vậy? Chỉ dựa vào những gì các cậu đang nói lúc này, khi quay về thủ đô, chắc chắn đủ khiến các cậu hối tiếc về những việc đã làm ngày hôm nay. Hơn nữa, Tiểu Lạt Tiêu là người cậu có thể gọi ư. Dương Chiêu Đình trông còn trẻ tuổi, nhưng một khi hắn nghiêm túc, khí thế trên người hắn vô cùng mạnh mẽ. Ít nhất đã mang đến cho Chu Dương cảm giác trong số những người anh gặp, có lẽ chỉ có Trương Thái Viêm và Trần Thế Hào là có khí thế như vậy. Ngay cả những người như Trương Luân, Trương Anh, Giang Hành Phương cũng không bằng được. Lại càng không nói đến thế hệ trẻ như Trương Kiệt, trước mặt Dương Chiêu Đình, sợ rằng ngay cả một chút cặn bã cũng chẳng còn. Tôi bảo các cậu rời đi, cho các cậu một cơ hội, nếu các cậu đã ngang ngược như thế, vậy thì tôi sẽ theo ý các cậu, hơn nữa, chuyện các cậu làm, cũng nên xem xét hậu quả. Dương Chiêu Đình nhìn xung quanh, thấy đối phương có khoảng 10 người. Nếu ở thủ đô, tất nhiên hắn sẽ không chút sợ hãi. Nhưng đây là tỉnh Tương Tây, hắn quen biết cũng không được mấy người. Và lại, không có bao nhiêu người biết thân phận của hắn. Hơn nữa, chị Linh vẫn còn ở đây, Dương Chiêu Đình không cho rằng chị Linh sẽ chịu thiệt. Vừa nãy sở dĩ hắn nói nhiều như vậy, là muốn khuyên nhủ những người này. Đặc biệt là Phương Lỗi, dù sao cũng là người thân của Tiểu Lạt Tiêu, Dương Chiêu Đình không muốn thấy hắn sống dở chết dở trong tay chị Linh, vô duyên vô cớ lại gây rắc rối với Phương gia. Tuy nhiên, hắn thật không ngờ, Phương Lỗi này lại không biết tốt xấu như vậy, uổng công hắn có lòng tốt khuyên nhủ, giờ lại bị hiểu lầm là lòng lang dạ sói. Nếu đã như vậy, Dương Chiêu Đình cũng không xen vào chuyện người khác nữa, âm thầm lặng lẽ làm khán giả đứng xem bên cạnh cũng được rồi. Đồng thời, hắn cũng không ngừng đánh giá mấy người Chu Dương. Giang Yến, Chu Dương, hắn đều đã từng gặp. Nhưng Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc, Trần Hân còn có Tôn Liên, hắn chưa gặp bao giờ. So với sự bất ngờ mà ba người đẹp của Thẩm Bích Quân mang đến cho hắn, ấn tượng về Tôn Liên lại cho hắn cảm giác quen thuộc, nhưng lúc này Dương Chiêu Đình không thể nhớ ra hắn đã từng gặp người này hay chưa. Hừ, Dương Chiêu Đình, đây là tỉnh Tương Tây, không phải ở thủ đô. Hơn nữa, những người đẹp này trước đây nói năng lỗ mãng, cho dù tôi ra tay với bọn họ, cũng không phải là vấn đề gì to tát. Khi Phương Lỗi thấy Dương Chiêu Đình lùi về sau, trong lòng đắc ý, kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Nhìn vào mấy người xung quanh, giọng điệu cao ngạo hống hách. Nhìn xem, ngay cả Dương Chiêu Đình của Dương gia, gia tộc thượng lưu ở thủ đô, cũng phải nể mặt tôi. Được rồi, bây giờ không ai đến quấy rầy chúng ta nữa, vừa nãy bọn tao cho mày hai lựa chọn, nhanh chóng quyết định đi, sự kiên nhẫn của tao có hạn. Phương Lỗi một lần nữa lại nhìn chằm chằm vào mấy người Thẩm Bích Quân, không hề che giấu sự thèm thuồng và dục vọng xấu xa của hắn. Ban đầu, tất cả mọi người còn chưa trở mặt. Đang trong giai đoạn thăm dò lẫn nhau. Nếu tại thời điểm đó, mấy người đẹp này biết thức thời, vậy thì Phương Lỗi tự nhận thấy kết quả thật vui vẻ, sẽ không gây ra động tĩnh lớn như bây giờ, thậm chí còn thu hút sự chú ý của Dương Chiêu Đình. Có điều, như vậy cũng tốt, bớt phải giả vờ giả vịt,
cứ nói lời tốt đẹp với nhau thôi. Trong mắt của Phương Lỗi, người của Phương gia ở đất thủ đô, thì những người quê mùa ở tương Tây này chả là cái thá gì, kể cả khi chúng ra lệnh cho một vài người của đối phương hầu hạ mình thì cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Cùng lắm thì, cho họ một ít tiền bù đắp là được rồi. Dù sao, Phương đại thiếu gia cũng không phải là một người keo kiệt, làm xong chuyện lại bỏ mặc không nhận người quen. Thế nào rồi, nghĩ kỹ chưa? Ánh mắt Phương Lỗi hung dữ. Ha ha, xem ra cậu đang muốn tìm cái chết. Chị Linh mỉm cười nói, không hề hoảng sợ, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn Phương Lỗi. Đúng rồi, nghe nói trước đây cậu đã đánh tên Giang Bắc tàn phế. Xem ra cũng có chút võ thuật, giao cho cậu đấy, bao lâu thì có thể giải quyết. Đột nhiên, chị Linh liếc nhìn Chu Dương, thản nhiên cười nói. Lần này, Chu Dương cũng hơi ngạc nhiên. Anh không ngờ chị Linh biết rõ không ít chuyện của anh trước kia. Hơn nữa lại nói chuyện anh đánh Giang Bắc tàn phế ở trước mặt Giang Yến, không lẽ cô ấy không sợ Giang Yến sẽ nghĩ nhiều sao? Có điều, Chu Dương cũng không thể cho phép anh suy nghĩ quá nhiều, gật đầu một cách tự nhiên. Không thành vấn đề, rất nhanh thôi, vài phút là xong, nhưng chị Linh thực sự muốn tôi ra tay sao? Phải biết rằng, một khi tôi ra tay, có thể sẽ vô tình đả thương người ta đấy. Chu Dương cười nói, như thể anh không quan tâm đến những gì xảy ra tiếp theo, chẳng thèm để ý đến sự đe dọa của Phương Lỗi. Phương Lỗi thấy mấy người Chu Dương không đáp lại lời nói của mình, mà lại nói chuyện riêng với nhau. Thậm chí còn ngang nhiên nói to, trong vài phút là có thể giải quyết xong đám người bọn hắn. Ngay lập tức, không chỉ Phương Lỗi, mà cả một số con cháu của mấy gia tộc lớn khác cũng tức giận. Mọi người tốt xấu gì cũng đều đến từ thủ đô, lúc ở thủ đô, có sóng to gió lớn nào mà chưa từng trải qua chứ. Nhưng chưa bao giờ thấy một người kiêu ngạo như vậy. Hừ, trơ cháo, nhóc con, đừng khoác lác nữa, cẩn thận gió to cuốn mất lưỡi đấy. Đột nhiên, một người đàn ông hống hách lên tiếng. Xuyên tử, hai bạt tai. Chu Dương cũng không thèm nhìn người đó, chỉ bình thản nói. Bốp! Giây tiếp theo, một âm thanh bạt tai lớn đột nhiên vang lên. Mọi người không kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn người đàn ông vừa nãy. Chỉ thấy dấu bàn tay màu đỏ in hằn trên má phải và má trái của hắn. Đây rõ ràng là dấu vết còn lại sau khi bị tát. Tuy nhiên, vừa nãy mọi người rõ ràng không hề thấy người nào di chuyển. Làm thế nào mà hai bàn tay lại in hằn trên má vậy? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.